Và là thế nào cả nhà ơi, tranh thủ mình săn sale nha cả chị, tại vì những cái mẫu sản phẩm ngày hôm nay á là giá xạ hàng nên là nó sẽ rất là mau hết và số lượng thì cực kỳ là ít luôn nha. Đầu tiên em lên luôn cho mình mẫu này trước ha, 1360 nè các chị ơi. 1360 với mẫu đầm này em sẽ có cho mình là hai size cuối cùng thôi nha cả nhà. Hai size cuối cùng thôi, đó là size M với size L này, em chốt sale luôn trên line này cho cả nhà mình nha. Giá chỉ có là 100 cho em xíu nha. 1360 em xả luôn 149.000, 149.000 mẫu này. Size ML 70 trở xuống vừa, size LL 74 trở xuống vừa nha cả nhà. Đầm này em có túi cho mình một bên và bên trong là có kèm đắp lót không cô tâm luôn. Chốt xả hàng ngày hôm nay cho nhà mình là 149.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào mình ưng ý mẫu này thì các chị lên đơn hàng sớm giùm em nào. Ngay bây giờ để em trừ hàng cho các chị mình luôn nha. Mã này là DA1360, 1360 và kèm số điện thoại cho em luôn nha. Sale với giá là 149.000 đồng. Chốt đơn liền luôn giùm em ngay bây giờ để em trừ hàng nha. 1360 và kèm số điện thoại nào, 149.000 đồng. Rồi nhanh tay luôn cả nhà ơi. Hôm nay là shop sale giá shop cho các chị mình luôn. Và chị nào mình ưng mẫu này thì các chị nhớ tranh thủ nè, mình lên đơn hàng sớm giùm em nè. Ngay bây giờ em chịu hàng chịu size nha cả nhà. Mã sản phẩm này là DA1360 nha. Rồi các chị chia sẻ like liền giùm em nha. Comment cho em luôn mã số với số điện thoại luôn. Mã số với số điện thoại cho em nào, 1360 em chốt sale luôn trên like. Giá chỉ có là 169 149.000, phải đây là vải von hàng nha các chị. Mình mặc nó mát rượi à và nó không bị nhăn nhầu. Bên trong thì có kèm lớp lót thun cô tông cho các chị mình luôn. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em nha. 1360 và kèm số điện thoại rồi chốt nhanh luôn các chị ơi. Đầm này số lượng còn rất là ít luôn. Ưu tiên chị nào đặt nhanh nha, em chịu hàng trước cho chị đó luôn. 149.000 đồng xả hàng giá rẻ cho các chị mình đây ạ. Rồi hàng bao cho mình chất lượng luôn nha. Chị nào mình ưng mẫu này thì các chị lên đơn hàng sớm giùm em luôn. DA1360 và kèm số điện thoại luôn. 1360 và kèm số điện thoại luôn, 149.000 đồng mẫu đầm này. Rồi ok chị Tố Vy em lên đơn hàng cho chị nè, chị Ngân Trang em có size nha. Rồi còn hai size cuối, size M với size L xả luôn 149. Xả luôn giá là 149k. Còn chị nào mình ưng mẫu này nè, nhanh tay lên nha cả nhà ơi. Comment sớm giùm em luôn, ngay bây giờ em chịu hàng mã này là DA1360 nha. 1360 cho chị Thanh Tâm nè, em sale nè 149.000. 1360 cho chị Mai Phạm sale giá 149.000. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Nhanh nào cả nhà ơi, xả hàng giá rẻ cho các chị mình luôn nha. Có 149.000 đồng thôi. Rồi, xong chưa các chị? Bây giờ sẽ chuyển nhanh thêm cho mình là một cái mẫu đầm khác nữa ha. Chị nào mà mình lấy mẫu nào á thì các chị cứ comment nhanh cho em luôn. Cố gắng đặt liền nha các chị để mình được săn với giá sale. Bây giờ em sẽ lên một cái mẫu đồng với giá 99k cho mình xem nè. Hai ít hết rồi chị ơi, em chỉ còn size M với size L thôi nha chị. Rồi bây giờ em sẽ lên đầm 99k, đợi em vài giây nha. Chị nào mình ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em trừ hàng cho mình. Rồi chia sẻ like giúp em luôn trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em nha. Mẫu tiếp theo shop lên cho mình đây là 1332 đây nha cả nhà ơi. 99k mẫu này thôi, 60kg. Mình tí nữa mình xem mẫu nào mà có size XL là mình vừa chị nha. À, em chào chị Lan Phạm, em chào các chị mình mới vô. Đầm em đang mặc này cả nhà, cái đầm này là em sao có 99.000 đồng luôn á. Rồi size M thôi nha các chị ơi, eo 72 hoặc là eo mình tầm 74 trở xuống vừa. Vải thì nó cũng có co giãn cho mình nên là cũng dễ mặc ha. Mẫu này em chốt luôn cho mình với giá chỉ có là 99k thôi. Nhanh tay nha cả nhà, lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc này em chịu hàng, cái vải của nó là vải phi tuyết nha. Chất phi tuyết này các chị mặc là cực kỳ mát luôn á, mà nó có co giãn cho mình nữa. Sao luôn cho mình là 99k. Rồi 99k mẫu này nha cả nhà ơi. Chị nào mình ưng mẫu nào thì các chị lên đơn hàng sớm giùm em. 99k mẫu đầm này, mã sản phẩm là DA1332. 1332 kèm số điện thoại cho em luôn, 99k. Rồi chốt nhanh cho em nào cả nhà ơi. Lên đơn hàng luôn giùm em nha. Ngay lúc này để em trừ hàng trừ sai. Rồi 99k đầm này nha cả nhà. Chị nào nhanh là còn, chị nào chậm là hết hàng nha. Đặc biệt giá ưu đãi duy nhất trên line này. Các chị ơi nhớ là ở nhà mình đo sẵn giúp em
số đo vòng eo rất là quan trọng nha cả nhà. Nhớ cho dùm em là số đo vòng eo nè. Eo là mình giấu ngang cùi chỏ tay nè để mình chọn được cái size chính xác nha. Rồi lấy cho em chiều cao cân nặng nha các chị. Nếu có thời gian thì đo luôn giúp em số đo 3 vòng để mấy bạn sẽ chọn size chính xác cho cả nhà mình luôn. Đầm em đang mặc đây các chị ghi cho em là 1332. Sao luôn cho mình là 99k. 99k mẫu đầm này nha cả nhà ơi, quá rẻ luôn các chị ạ. Thực sự luôn, với cái giá này thì không còn biết nói gì hơn rồi. Cái này là dành riêng để sale tặng thôi, sale chi ân 99k thôi. Chứ thực sự bán là không ai bán giá này đâu cả nhà. Đầm này em chốt luôn là 99k nha. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè, để em chừa hàng và chừa size luôn. Nhanh nào cả nhà ơi, chia sẻ like giùm em nha. Và mình đặt hàng ngay lúc này. Mã này mình ghi cho em là DA1332 và kèm số điện thoại nè. 99k đầm này, 99k đầm này nha cả nhà ơi, 1332 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1332 và kèm số điện thoại sale với giá chỉ có 99k. Vải này là vải phi tuyết nha, mềm êm mát và sẽ có co giãn cho các chị mình luôn. Chị nào mà mình thích mẫu này thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn. Ngay bây giờ em chịu hàng 1332 chốt với giá chỉ có là 99k. Rồi xong chưa cả nhà ơi, chia sẻ like liền giùm em nha. Chuẩn bị em qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nữa đây. Ơn mẫu này thì các chị cứ lên đơn cho em là DA1332 và kèm số điện thoại luôn. Em chốt ngày hôm nay cho cả nhà với giá là chỉ có 99k mà thôi nha. Rất là rẻ luôn. Chị nào đặt trước em trừ hàng cho chị đó trước luôn nha. Số lượng có hạn nè. Rồi 1332 sale giá chỉ có là 99k. 99k mẫu đầm này. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Nhanh nào cả nhà ơi, lên đơn hàng sớm giùm em ngay lúc này để em trừ hàng cho các chị nha. Vải mềm, chất êm và mặc rất là mát luôn. Chốt với giá là 99k. Rồi nhanh nào cả nhà, bây giờ em sẽ chuyển qua mẫu khác. Lưu giúp em nha, những cái giá này là chỉ áp dụng trên like. Còn khi đã hết like rồi là giá sẽ tăng lại nha cả nhà. Nên là có nhiều chị khi mà mình đặt hàng á thì mấy bạn báo là giá cao hơn mấy chị hỏi. Nhưng mà tại vì do là mình đặt trễ rồi cả nhà ơi, chương trình sale á nó chỉ có giới hạn ở trên like thôi chứ không áp dụng bên ngoài đâu nha cả nhà. Nếu mà chị nào mình muốn săn sale thì cố gắng mình đặt hàng ngay bây giờ, mình đừng đợi đến ngày mai ngày mốt mình mới đặt nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm khác ạ. Lên cho mình một cái mẫu đầm phong chữ A nè. 1346. Rồi đợi em một chút xíu nha. Đây là 1346. Và cái mẫu đầm này shop còn lẻ size luôn. Ồ, hôm nay có cả XL hay XL. Các chị ơi, mấy bữa là nó còn size M, size L. Hôm nay còn shop còn lại thêm 5 cái size XL với một cái 2X nè. Rồi vậy là coi như là đủ size rồi nha cả nhà. 1346 nè, em chốt luôn. 159.000 mẫu này nha. 159.000 đồng mẫu này. Các chị ghi cho em mã đầm này là DA1346 và kèm số điện thoại nè. Em sale hôm nay cho mình là 159.000. Viết em sau dây khóa kéo cho các chị mình đây. Form là lên form chuẩn luôn nha. Đầm này thì nó may từ 7 mảnh ghép lại ha, nên là được gọi là đầm 7 mảnh. Phía hàng trước là 3 mảnh nè, và phía hàng sau là 4 mảnh ha cả nhà ha. Ghép lại với nhau nha, và form này lên là form chuẩn cho các chị mình luôn. Em chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình với giá chỉ có là 159.000. Hôm nay may mắn đủ size, các chị nào thấy mình vừa cái size nào các chị lên đơn luôn. Nhất là XL nha, chỉ còn có 5 cái và 2X em chỉ còn đúng một cái cuối cùng thôi. Sale ngày hôm nay cho cả nhà mình luôn với giá chỉ có là 159.000. 159.000 đồng mẫu đầm này, chị nào mình lấy đặt hàng giống như em. DA1346 và kèm số điện thoại cho em nè. 1346 và kèm số điện thoại sale với giá chỉ có là 159.000. Rồi chốt liền nha cả nhà ơi. Đầm này bình thường các chị mua sẽ là 299k. Và các chị đặt trên cái line này sẽ được chốt là giá là 159k thôi nha. 159.000 đồng đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn sớm giùm em nè. Ngay bây giờ em chịu hàng nè. 159.000 mã đầm này là DA1346 nha. DA1346 và kèm số điện thoại cho em nè. Rồi nhanh tay luôn nha cả nhà, lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc này để em chừa hàng chừa size 1346 nè, rất đẹp luôn nha và form lên chuẩn luôn. Cái này nó sẽ có co giãn cho các chị mình nè. 40kg đến 65kg vừa chị Mây Trang, em lên đơn hàng cho chị nè, chị ấm thư ok em chốt đơn nè. 1346 em sale ngày hôm nay cho mình giá chỉ có là 100
159 ngàn đồng, và giá này là giá xả hàng rồi cả nhà ơi. Giá xả hàng sale không lợi nhuận rồi, chị nào vừa cái mẫu đầm này thì các chị nhớ lên đơn sớm giùm em nha. Ngay lúc này để em chưa hàng chưa sai. DA1346 và kèm xin hỏi luôn. Rồi em dành thêm cho mình 30 giây nữa để chốt được cái em đầm này giá là 159 ngàn. Còn chị nào chưa đặt thì mình lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng nha. DA1346 và kèm xin hỏi luôn 159 ngàn đồng mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền luôn giùm em nè. Cho chị coi đầm mà. Đầm nào chị ơi? Đầm xám hả chị ơi? Đầm caro, sọc caro xám đúng không? Tí nữa em sẽ lao cho mình xem mẫu đó nha. Rồi, các chị nhìn thấy hình ảnh có rõ không cả nhà ơi? Các chị nhìn thấy hình ảnh có ok, có rõ không cả nhà? Rồi đầm em đang mặc đây, mã sản phẩm này là DA1346. Chốt đơn liền trên line này cho các chị mình luôn với giá chỉ có là 159 ngàn. 159 ngàn đồng đầm em đang mặc nha. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị đặt cho em luôn. Ngay bây giờ nè, để em chưa hàng chưa sai. Mã này là DA1346 và kèm xin hỏi cho em luôn. 1346 và kèm xin hỏi sale luôn trên line, giá chỉ có là 159 ngàn. 159 ngàn đồng mẫu này. Vải này là vải lụa mango nè. Có co giãn cho mình nè, mặc êm và mặc mát luôn. Rồi 40kg đến tầm khoảng 65kg vừa luôn nha. 1346 chốt cho chị Phúc Nguyễn nè, size 2X rồi ok chị. Đó, chị Phúc Nguyễn mà chốt được cái mẫu size 2X vậy là coi như là chị còn size M, size L với L thôi. Đó, hàng nó lẻ size, các chị tranh thủ lên đơn liền, số lượng cực kỳ ít nha. Có 159 ngàn thôi à các chị ơi. Quá rẻ luôn, mà vải nè, vải mềm, mặc mát cực kỳ và form là lên form chuẩn luôn nha. Ơn mẫu này thì các chị lên đơn hàng sớm giùm em luôn ngay bây giờ nè. 1346 nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nha. Các chị ơi nhớ là chia sẻ like giúp em luôn trên tường nè, và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em liền nha. Rồi và bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình thêm một cái mẫu đầm à. Rồi em lên 99k tiếp tục nha các chị. Rồi ai lấy mẫu nào thì các chị lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ để em chừa hàng cho mình nha. Bây giờ em lên cái mẫu đầm này nè, với cái giá 99k là shop sale lỗ rồi. Nên là các chị cố gắng là chia sẻ like dùm em nha cả nhà. Ưu tiên chị nào có chia sẻ shop sẽ chốt đơn trước cho chị đó nha. Ở đây là em có cái mẫu đầm này là 1347 nè. DA1347 nè. Rồi các chị ơi chi ân cho nhà mình ngày hôm nay là 99k mẫu đầm này nha. Trời ơi các chị ơi, đầm siêu phẩm luôn mà giá có 99k như thế này, không tin nổi luôn. Cái này mà các chị phải nhận được hàng về, các chị xem cái chất cho em. Thực sự luôn các chị, cái mẫu đầm này á, với cái chất vải này các chị mua bên ngoài một cái đầm ha, tương đương với lại 500-600 ngàn đó các chị. Đó, cái vải rất là đẹp và không hề nhanh, các chị nhìn cho em nè. Đó các chị nhìn nè, không hề nhanh một chút nào hết luôn nha. Vải mang tô mát rượi luôn. Mà hôm nay em sẽ dành riêng chi ăn cho mình với giá là 99k thôi. Chị nào mà mình lấy mẫu này thì các chị lên đơn cho em nào. Mã này là 1347 và kèm số điện thoại liền nha. Hai size cuối cùng cho nhà mình ạ. Size M nè với lại size L này. Có hai size thôi nha. Rồi size M thì eo là 72, size L là eo 75, chiều xuống vừa. Chốt luôn 99k. Rồi danh tay em dành đúng cho mình 1 phút 30 giây trên cái like này, mình được chốt với cái giá này thôi. 99k thôi nha cả nhà ơi. Rồi chị Hằng Tình em lên đơn hàng cho chị luôn. Còn đầm em đang mặc là 1347 nha cả nhà. Chỉ có 99 ngàn thôi, quá rẻ luôn. 40kg đến tầm khoảng là 55 hoặc 57kg vừa. Ưng mẫu này thì các chị lên đơn hàng sớm giùm em nè. Ngay bây giờ để em chừa hàng cho mình nha. 99k mẫu đầm này, chị nào mình lấy đặt sớm giùm em ngay lúc này nè, để em chừa hàng cho các chị mình luôn. Chỉ có giá là 99k thôi. Cố gắng mình lên đơn hàng sớm giùm em nha, để em chốt sale. DA1347 và kèm số điện thoại nào cả nhà. DA1347 và kèm cho em số điện thoại nào cả nhà ơi. Chốt đơn luôn trên live với giá là 99k mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu này thì các chị đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ, để em chừa hàng chiều size 1347 cho chị Ám Thư, 1347 cho chị Ngọc Trang, được sale 99k. Em còn hai size cuối nha cả nhà. Rồi nhanh nè cả nhà ơi, ai nhanh là còn, ai chậm mất hàng nha. Giá hôm nay em chi ăn cho mình có 99k thôi các chị ạ. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị cứ comment sớm giùm em luôn ngay bây giờ nè, để em chừa hàng chừa size. 1347 và kèm số điện thoại cho em luôn nha.
1347 và kèm xin hãy salon trên này là 99k. Form này lên form chuẩn đẹp cho các chị mình luôn. Và cái vải này mặc đúng mát luôn nha cả nhà. Mát rửa luôn, mềm êm và thoải mái dễ chịu cho mình. Rồi em salon 99k, các chị ơi mình chia sẻ like liền dùm em đi nè. Trên tường nhà nè và chia sẻ vào các hội nhóm liền dùm em nha. Mẫu này em chốt luôn 99k, giá quá rẻ quá sốc luôn. Rồi ai lấy mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ nè, để chưa hàng cho các chị mình luôn nha. Hàng có rất là ít nên là chị làm nhanh thì sẽ còn, chị làm chậm là mất hàng nha. Mã đầm em đang mặc các chị ghi cho em là 1347. 1347 và kèm số điện thoại cho em nào cả nhà ơi. 99k. 99k mẫu đầm này rồi, nhanh nha nha cả nhà. Lên đơn sớm giùm em luôn, ngay lúc này để em trừ hàng trừ sai, 99k thôi nha cả nhà ơi. Rồi nhanh nhanh nào các chị, 30 giây nữa em dành cho mình giới hạn 30 giây cuối cùng để chốt được kem đầm này 99k. Chị nào đặt trễ là ngưng rồi nha. 99k mẫu đầm này, mã là DA1347. 1347 và kèm số điện thoại nè. 1347 và kèm số điện thoại cho em nào, 99k mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ để em chuyển hàng chuyển sai nha. 1347 và kèm số điện thoại luôn 99k. Rồi nhanh nào cả nhà, lên đơn sớm giùm em nha. Ngay bây giờ để em chuyển hàng chuyển sai này, giá sale cực kỳ ưu đãi ngày hôm nay cho nhà mình 99k mà thôi. 1347 và kèm số điện thoại nha. Chị Ánh Thư ok em chốt đơn hàng cho chị nè, 1347 luôn. Rồi tiếp tục nè, em chuyển qua cái đầm cổ vest này ha. Có chị nào mình lấy mẫu nào thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chừa hàng và chừa size cho các chị mình. Rồi đợi em một chút xíu nha, em qua mẫu khác. Chia sẻ like liền dùm em nhé. Các chị chia sẻ like liền dùm em luôn nha, trên tường và chia sẻ vào các hội nhóm dùm em ha. Rồi bây giờ em lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Đây nè cả nhà ơi, em lên cho mình mẫu này nè, DA1376 nha. Rồi giá sốc nè các chị. Với cái giá này thì phải nói luôn các chị, cố gắng mà đặt hàng ngay hôm nay luôn, chứ mình đừng đợi đến ngày mai ngày mốt nha. Nó không còn hàng đâu cả nhà. Đầm này em sale hôm nay cho nhà mình nha, 149.000. 149.000 mẫu này thôi. Rồi ai lấy mẫu này các chị đặt sớm giùm em nè, ngay bây giờ em chuyển hàng nè. 1376. 1376 chốt sale luôn trên live với giá chỉ có là 149.000. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn, ngay lúc này để em chịu hàng chịu sai. Mã này mình cứ ghi cho em là 1346 và kèm số điện thoại cho em nha. 1346 và kèm số điện thoại này em giảm ngay trên live này luôn. Chỉ có giá là 149.000 đồng thôi. Rồi ưng ý mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giùm em ngay lúc này nha, để em trừ hàng và trừ sai liền trên live cho cả nhà mình luôn nè. Tranh thủ luôn nha cả nhà, mình đặt hàng sớm luôn dùm em nè, em chốt sale. Đầm này có 149 thôi, ưu đãi duy nhất trên live này. Cái mẫu đầm này là chất vải của nó là chất poly 2 da và nó sẽ có co giãn nhiều cho các chị mình luôn, nên là khi các chị mặc nó thoải mái nha. Đầm này em chi ân luôn, chỉ còn có giá là 149.000 đồng. Túi này là túi thiệt luôn, đựng vừa điện thoại luôn nha cả nhà. Độ co giãn thì rất là nhiều nè. Rồi phía sau là dây khóa kéo đây. Đầm này các chị ghi cho em là DA1376 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1376 và kèm số điện thoại nha. Em chốt ngày hôm nay cho các chị mình luôn. Giá chỉ còn có giá là 149.000 đồng. 149.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha, để em chịu hàng nè. 1376 nha các chị. Vải có độ co giãn rất là tốt nè, khi các chị mặc thoải mái luôn. 1376, còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không, mình lên đơn hàng luôn giùm em nha, ngay bây giờ em chịu hàng. Em sale luôn trên live này cho cả nhà mình với giá chỉ có là 149.000 đồng mẫu đầm này, xả hàng giá sốc luôn. Chị nào mà mình thích mẫu này thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nha, để em chịu hàng chưa sai nè. Mã là DA1346 và kèm số điện thoại cho em. 1346 và kèm số điện thoại cho em nha cả nhà. Form là lên form chuẩn cho các chị mình luôn. Chất mặt cực kỳ là êm nha, và coi giả là nhiều cho các chị mình luôn. Mã mình cứ ghi cho em là 1376. Đầm này sale 149. 149k, 1376 cho chị Mỹ Duyên. 1376 cho chị Vũ Thị Xuân, em sale là 149.000. Những cái mẫu đầm cổ vest này các chị mặc đi làm được, mặc đi tiệc, mặc đi chơi đâu cũng được. Có 149.000 đồng thôi, rất là rẻ nha cả nhà. Đó,
Ai lấy mẫu này thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ nè, để em chừa hàng chừa size. Tranh thủ nào cả nhà lên đơn sớm giùm em ngay lúc này em chừa hàng. 1346 và kèm số điện thoại. Em chốt ngày hôm nay luôn là giá chỉ có là 149.000 đồng. Chị nào mà mình thích mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em nào. Ngay bây giờ em chừa hàng chừa size nè. Ok chị Hồng Hiệp em chốt 1376 cho chị. Chị Hương Lan em chốt 1376 nha. Còn ai mình lấy mẫu này nữa không ạ? Lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã số sản phẩm nè. Và kèm cho em số điện thoại nè. Em chốt đơn. Nhanh nha cả nhà ơi. 1376 và kèm số điện thoại cho em luôn. Chốt sale luôn trên line này cho nhà mình. Với giá chỉ có là 149.000. Độ co giãn rất là nhiều. Đây là khi các chị mặc thoải mái luôn nha. Rồi chị nào ưng đặt hàng xứng giùm em. Em ơi chị nhận được rồi, đẹp lắm đúng không chị? Rồi em cảm ơn chị Thành Nguyễn nhiều nha. Cảm ơn chị. Đó chị nào mà mình nhận được hàng rồi nhớ comment review giúp em luôn nha. Và nếu như không ngại các chị ơi nhớ cho em xin tấm hình luôn nha cả nhà. Mã đầm em đang mặc đây là DA1376 nè. Em chốt ngày hôm nay cho mình là 149.000 đồng nha. Túi này là dư sức để vừa điện thoại luôn cả nhà, mình cứ yên tâm cho em nha. Rồi độ co giãn rất là nhiều, không có bị cứng, không có bị khó chịu đâu. 1376. Ngày hôm nay em chốt sale luôn trên line là giá chỉ có giá là 149.000 đồng một đầm này. Còn chị nào mình lấy mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nè, để em chừa hàng chừa size. Mã sản phẩm này là DA1376 nha. Rồi xong chưa cả nhà ơi, tranh thủ mình lên đơn nha. Chị Sơn Ngọc Nguyễn em chốt đơn hàng cho chị 1376 nè. Chị Lê Thùy 1376 chốt đơn nè. Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ? Lên đơn sớm giùm em nhé. Ngay bây giờ để em chịu hàng 1376 và kèm số điện thoại luôn. Giảm ngay trên like cho cả nhà, chỉ có giá là 149.000 đồng. 149.000 đồng mẫu đầm này. Rồi cố gắng nha các chị, lên đơn sớm giùm em ngay lúc này nha, để em chịu hàng và chịu sai liền luôn. 1376149k. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Chị nào mình lấy mẫu nào thì cứ đặt hàng sẵn giùm em ngay bây giờ để em chưa hàng nha cả nhà. Rồi giờ em lên mẫu đầm tiếp theo cho mình đây ạ. Chia sẻ like luôn giùm em nha, trên tường nhà và chia sẻ vào nhóm giùm em. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm sơ mi nha. 1368. Đây các chị ơi, em lên cho mình mẫu này, mã sản phẩm này là DA1368. Với mẫu đầm này hiện tại là em đang có cho mình là 4 size luôn nha. MLXL với lại là 2X nè. Thì các chị trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Ngày hôm nay trên line này shop đặc biệt sale luôn cho mình, giá cực kỳ là rẻ luôn nha. 199.000 đồng mẫu này. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nha các chị ơi. Mã mình cứ ghi cho em là DA1368 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1368 và kèm số điện thoại nè, chốt đơn liền trên like cho cả nhà. Với giá chỉ có là 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm này, chị nào ưng mình lên đơn liền. Form là lên form chuẩn luôn, mặc lên gọn người và che đi đủ khuyết điểm rất là tốt ha. Không có lo lộ bụng nè, phải đem phối riêng cho mình ba cái nút ngọc nữa nè. Phía đằng sau là sẽ có dây khóa kéo cho các chị mình luôn. Chị nào mình ưng mẫu này các chị cứ đặt hàng cho em là DA1368 và kèm số điện thoại cho em luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi. 1368 em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình với giá chỉ có là 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm này. Có chị nào mình ưng mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. Vải đây là vải lụa mango nha cả nhà. Cái chất này mình mặc rất là êm, mềm và mặc mát luôn. Rồi em đang có 4 size cho mình lựa chọn nha. MLXL với lại 2X, chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nè. Nên đơn hàng sớm giùm em DA1368 và kèm số điện thoại cho em nha. 199.000 đồng mẫu đầm này. 199.000 đồng mẫu đầm này, có chị nào mình lấy mẫu này
đặt sớm giùm em luôn ngay bây giờ để em chịu hàng chịu size DA1368 và kèm số điện thoại cho em nha. Chị Mỹ Lời ok, chị Liên Lê ok, em chốt đơn hàng cho chị nè. Đầm này mã sản phẩm là DA1368. Còn chị nào mình ưng mẫu này thì cứ đặt sớm giùm em nha. Ngay lúc này em chịu hàng luôn, giá em sale cho mình ngày hôm nay là chỉ có giá là 100, sale với giá chỉ có là 199 ngàn đồng mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chịu hàng chịu size nha cả nhà. Đợi em một xíu nha, em kiểm tra wifi nha, hình như cái hình ảnh nó hơi mờ đúng không các chị? Rồi chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn cho em nha. DA1368 nha. À hôm nay á các chị gộp đơn đây, đơn của mình á. Đơn của mình từ là 600 ngàn trở lên em sẽ miễn ship và em tặng kèm quà tặng là cái dây chuyền này. Đơn 600 ngàn trở lên sẽ được tặng kèm quà tặng là dây chuyền và được miễn ship nha cả nhà. Cố gắng mình gộp đơn hàng cho em nha. Rồi đầm em đang mặc chị nào lấy lên đơn hàng sớm giùm em nè. Các chị ghi mã đầm này của em là 1368 nha. 1368 nha. Ngày hôm nay em chốt sale luôn trên live. Chỉ có giá là 199 ngàn đồng mẫu này. 199 ngàn đồng mẫu đầm em đang mặc trên người ha. Và 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chịu hàng chịu size nè. Chị Hoàng Thị Lam ok lên đơn hàng cho chị nè. Rồi chị nào mình ưng mẫu này nhanh tay nha cả nhà. Mã này là DA1368. Em chốt sale luôn trên live này cho các chị. Với giá chỉ có là 199 ngàn đồng. Hàng chuẩn và vải đẹp cho các chị mình luôn. Chị nào mình thích mẫu này các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ em chịu hàng chịu size nha. Ồ hôm nay mạng nó bị làm sao ấy, thế nó cứ bị chập chờn. Các chị mình thấy hình ảnh rõ không các chị? Đầm 1368 ok chị Hoàng Thị Vân em chốt nè. Đầm này em chốt là 199k nha. Form chuẩn luôn và mặc lên gọn người. 4 size cho mình lựa chọn nha. M, L, XL với lại 2X nè. Rồi ok chị Ánh Na nè, 1368 sale cho chị nè. 199 ngàn đồng. Rồi nhanh nào cả nhà ơi, đặt hàng sớm giùm em nha. Ngay lúc này nè, để em chưa hàng chưa sai. DA1368 và kèm số điện thoại chốt đơn luôn trên live với giá chỉ có là 199 ngàn đồng nha. Rồi ok nè, chị Minh Trang em chốt đơn hàng cho chị nè, 1368 nè. Có chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này để em chịu hàng chịu size 1368 nha. Ok là chị Mỹ Lê em chốt 1368 cho chị luôn nha. Rồi đầm này em chốt luôn với giá chỉ có là 199 ngàn đồng. 199 ngàn đồng mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. Để em chừa hàng và em chừa size liền trên live cho cả nhà mình luôn. Số lượng có hạn nha. Cái vải này mặc mát và có co giãn luôn. Đầm này sẽ có kèm túi hai bên cho cả nhà mình luôn nha. Rồi chị nào mình ưng mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. Để em chừa hàng và chừa size 1368 và kèm xin hỏi nè. 1368 và kèm xin hỏi chốt đơn luôn trên live. Giá chỉ có là 199 ngàn. Rồi rồi bị lắc đúng không chị? Bị lắc đúng không? Rồi ok các chị, hình như là em kiểm tra thì nó lại rõ lại rồi, vừa nãy nó cứ bị mờ mờ xong nó bị đứng đúng không cả nhà. Rồi các chị thông cảm giúp em nha, hình như là rõ lại rồi á. Rồi đầm em đang mặc nha, mã sản phẩm này là DA1368. Em chốt luôn cho mình nè, 199 ngàn mẫu đầm này nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt sớm luôn. Rồi bây giờ để em lên cho mình một cái mẫu đầm với giá là 69k cho các chị mình luôn nè. Đợi em một xíu nha, chị ăn cho mình đầm 69k đây. Mình nhớ chia sẻ like giùm em luôn nha. Trên tường và chia sẻ vào nhóm giùm em nha cả nhà ha. Rồi mẫu đầm tiếp theo 69k một cái mẫu đầm thôi nè. Rất là rẻ nè các chị. Đây nha cả nhà ơi, em lên cho mình mẫu này. Cái mẫu này của em là còn có 2 size à. Mẫu này em còn có 2 size, đó là size XL với lại size 2X nha. Em chi ăn cho nhà mình luôn là 69k mẫu này. Chị nào vừa mình lên đơn hàng sớm giùm em. Mã này là DA1316 nè. Và kèm số điện thoại cho em luôn nha. Ô còn có một size duy nhất luôn các chị ơi, size 2X à. Hôm
Hôm nay em còn đúng một size cuối cùng nha cả nhà. Rồi đầm này em sale luôn trên line này cho cả nhà mình là chỉ có giá là 69k thôi. Chị nào ưng đập luôn cho em nè. 69k, cái này em đang mặc một bộ đồ bên trong nữa nên nó hơi cổ nha cả nhà. Đầm này em sale là 69k, mã này là 1316 nha. 1316 còn size 2X. Chỉ còn size 2X thôi, chốt luôn cho mình là giá 69k một đầm này. Rồi nhanh nào cả nhà, lên đơn hàng cho em luôn, ngay bây giờ em trừ hàng nha. Mã này là 1316 và kèm số điện thoại luôn, 69k. Size 2XL nha các chị ơi. Chị nào vừa mẫu này thì các chị lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. DA1316 nha. Ok chị Thanh Hiền chốt 1316, chị Mỹ Dung em chốt 1316. Còn size 2X luôn em chốt đơn cho mình ngày hôm nay là 69k thôi nha. 69k mẫu em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ nè cả nhà, quá rẻ luôn rồi nha các chị ơi. Giá này em sale là sale chi ân, sale tư a, sale lấy tương tác thôi. Có 69k áp dụng cho chị nào có chia sẻ 3 lần ở bất cứ nơi đâu. Mình sẽ được chốt ngay em đầm này là 69k nha cả nhà. Rồi quá rẻ luôn, hàng chuẩn vải đẹp luôn và có co giãn nha. Bên trong nó có kèm một cái lớp lót thun cô tông cho các chị mình nữa ha. Mẫu đầm này em sale là 69k thôi nè cả nhà. Chị nào mình ưng mẫu này đặt liền. Mã đầm này là 1316. 1316 và kèm số điện thoại cho em luôn, 69k thôi. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm mẫu khác ha. Rồi các chị ơi chia sẻ like giúp em luôn nha. Trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm giúp em ạ. Mẫu tiếp theo đợi em vài giây nha. Đổi thêm cho mình một cái bậc đầm khác nữa đây. Ai lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng sớm giúp em ngay lúc này để em trừ hàng nha. Rồi mẫu đầm tiếp theo em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm sơ mi hai nhí nè. Đầm này hôm nay lên chương trình sale shop luôn. Có chị nào mình ưng thì mình nhớ lên đơn liền nha. Đây nè cả nhà ơi, 1377. DA1377 nha. Em chốt đơn luôn trên line này cho cả nhà nè, 1377 này. 199.000 thôi. 199.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em nha. Ngay lúc này em chịu hàng luôn, sale với giá là 199.000 đồng mẫu đầm này. Form bao chuẩn đẹp luôn. Rồi các chị ơi, hoa nhí cực kỳ là xinh luôn nha. Và với mẫu đầm này em đang có cho mình là 4 size ML, XL với lại 2X luôn. Rồi body hả chị, tí nữa em sẽ lên nha. Body thì em cũng có nhiều mẫu lắm, tí nữa em sẽ mặc cho các chị xem thử. Rồi đầm em đang mặc đây, các chị cứ ghi cho em là DA1377 và kèm số điện thoại cho em nè. Ngày hôm nay em chốt sale luôn trên line này cho cả nhà với giá chỉ có là 199.000 nha. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nè. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng sớm giùm em luôn, ngay lúc này em chịu hàng nha. Giảm ngay cho mình hôm nay là giảm một thêm 100.000 đồng so với giá bình thường luôn rồi các chị ơi. Các chị được chốt sale ngay trên live, giá là 199k. Mã này mình ghi cho em là 1377 và kèm số điện thoại cho em nha. 1377 em sale cho mình ngày hôm nay 199k nè. Chị nào mình ưng đặt hàng sớm giùm em, ngay lúc này em chịu hàng luôn, 199k mẫu này nha. 199k đầm em đang mặc trên người, em có 4 size cho mình lựa chọn, ML, XL với lại 2X, 40kg đến 65kg là vừa. Chị nào mình lấy nhanh tay đặt cho em luôn nha. Ở đây thì đầm này em có túi cho mình một bên và vải này là lụa mango, các chị mặc êm mềm mát và sẽ có co giãn luôn. Em sale chi ân cho mình với giá là 99k nha. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền cho em nào ngay bây giờ luôn. Ok chị Thanh Trang em chúc cho chị nào 1377 nè. Chị Nguyễn Miên chúc 1377 cho chị nào 199.000 đồng nè. Rồi chị Kim Phục em có sai luôn nha. Có chị nào mình ưng mẫu này thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay lúc này nè, để em chữa hàng chữa sai. 1377 và kèm số điện thoại cho em nha. 199.000. 199.000 đồng mẫu đầm này. Rồi tranh thủ nào cả nhà ơi lên đơn sớm nha. Cái đầm này mặc lên form cực kỳ là chuẩn form luôn, vải rất là đẹp nha cả nhà. Nó mềm, nó mát và nó không có bị nhăn nhầu luôn. Cái form đầm này mình mặc lên vô bụng rất là tốt. Ở đây thì em cao 1m62 thì các chị thấy là cái mẫu này á, em mặc là dài trên gối nè, và tùy vào chiều cao mỗi người thì các chị sẽ mặc dài ngắn khác nhau. Thì mình cân giúp em nha cả nhà, chứ không phải ai mà cũng dài tới đây giống em đâu nha. Các chị 1m50 các chị mặc dài hơn em xíu, dài qua gối. Các chị nào 1m70 thì các chị cao mặc cao ngắn hơn em xíu nha.
Đó, tại vì em thấy có nhiều chị cứ hỏi shop là à, dạ, em lấy cho chị cái đầm mà chị cao 1m8 á, mặc hộp á, mẫu này nè mà cao 1m8 cơ. Các chị ơi, em sẽ là không có may theo số đo của từng chị mà em sẽ may là đúng kích thước sẵn rồi. May sẵn rồi cả nhà, bây giờ mình đặt là em giao hàng luôn chứ không phải là các chị đặt rồi em với đo may cách may riêng. Nên là các chị lưu giúp em nè. Đó, thì các chị thấy em mặc cỡ nào, em cao 1m62 cỡ này thì các chị canh giùm em coi chiều cao mình bao nhiêu xem coi có hợp mẫu này không nha. Rồi mình đặt ha. DA1377 đầm em đang mặc đây sale luôn trên line này cho nhà mình là chỉ có giá là 179.000. 199.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em nè. Ngay bây giờ để em chịu hàng chưa xa nha. 199.000 đồng mẫu đầm này. Rồi chốt đơn liền luôn giùm em nha. Ngay bây giờ để em chịu hàng chưa xa nè cả nhà ơi. Số lượng có hạn nha, ai nhanh là còn, ai chậm là mất nè. DA1377 và kèm số điện thoại. 1377 và kèm số điện thoại sale luôn trên live với giá chỉ có là 199.000 đồng. Chị nào mà mình thích mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sử dụng em. Ngay bây giờ để em chịu hàng nha. 199k thôi các chị ơi, rất là rẻ luôn nè. Rồi ai nhanh là có, ai chậm là mất hàng. Mã này là 1377 nha. Chị Thúy Lan chúc 1377 nè. Chị Thanh Tiên em chúc 1377 cho chị nè, 199.000 đồng. Ngày hôm nay các chị mua em đầm này được giảm ngay 100.000 đồng so với giá bình thường luôn rồi nha các chị ha. Chị nào mà mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ để em chịu hàng chịu size DA1377 và kèm số điện thoại cho em nè. 1377 chốt đơn luôn trên live với giá chỉ có là 199.000. 199.000 đồng mẫu đầm này nha. Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ? À? Mình đặt hàng sớm giùm em nè. Ở đây em cao 1m62 nặng 47-48 kg. Đây thì cái form đầm này mặc dài tới đây nha. Tùy vào chiều cao mỗi người các chị sẽ mặc dài ngắn khác nhau nha. Hai nhí thì các chị mặc lên á, nó sẽ gọn người và che được khuyết điểm rất là tốt luôn. Đầm này em có đúng một màu thôi. Cái tay cũng rất là xinh này cả nhà. Đó, mẫu đầm này mình ghi cho em là DA1377 và kèm số điện thoại nha. Sale luôn trên line này cho nhà mình là 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm này. Còn chị nào mình lấy mẫu này thì đặt hàng ngay bây giờ nha cả nhà, để em giảm giá cho mình luôn nha, chứ mình đừng đặt trễ quá, nó hết chương trình sale, nó hết chương trình sale mất tiêu rồi đó cả nhà. Các chị lên đơn hàng luôn ngay bây giờ giùm em ạ. Mã đầm em đang mặc các chị ghi là DA1377 nha, chốt đơn luôn trên line là 199.000 đồng. Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ? Mình lên đơn hàng ngay lúc này cho em luôn nha, để em chừa hàng ha. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm sơ mi nè. Rồi ngày hôm nay là sale hàng loạt mẫu luôn. Chị nào mình thích mẫu nào thì cứ đặt hàng sớm giùm em nha. Ngay lúc này để em chừa hàng và chừa size nha cả nhà ơi. Mẫu tiếp theo lên luôn cho mình đây. 1347. Đây là cả nhà, em lên cho mình mẫu này là DA1247. DA1247 nha cả nhà. Rồi chốt luôn 199k nếu như các chị mình lên đơn hàng ở trong cái line này. Sale luôn là 199.000 đồng. Và chị nào mình ưng mẫu này thì các chị đặt luôn cho em nha. 1247 và kèm số điện thoại cho em nha. Một hai bốn bảy và kèm số điện thoại nè. Em chốt ngày hôm nay cho các chị mình nè. Với giá chỉ còn có là 199.000. Form là lên form chuẩn luôn, cái form form chữ A. Mình mặc lên gọn người lắm. Và đây là các chị. Có nguyên một dàn nút gỗ nè, từ trên xuống dưới luôn. Và đầm này em may túi cho mình hai bên nữa nha. Rất là tiện lợi cho các chị mình mặc luôn. Và mẫu này thì em có đúng một màu duy nhất, không có màu khác ha. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị lên đơn hàng cho em luôn. Ngay lúc này nè, để em chừa hàng chừa size liền trên like cho các chị. Mã mình ghi cho em là DA1247. 199.000 đồng. Bình thường em bán mẫu đầm này các chị mua 299k trên like. Sale trên là 299k. Bây giờ mình chốt còn có 199 thôi nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em luôn các chị ơi. 1247 và kèm số điện thoại cho em nào. 199.000 đồng mẫu này. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nha cả nhà. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ để em chừa hàng luôn. Mã này là 1247 và kèm số điện thoại cho em. 199k đầm này.
199k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Rồi nhanh nào cả nhà, lên đơn hàng sớm cho em điểm chịu hàng nha. Chị Mỹ Tuyết ok em chốt đơn hàng cho chị nè. DA1247 nè. Có chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng cho em luôn. Ngay bây giờ điểm chịu hàng chịu size nha. 1247 và kèm xin hỏi cho em luôn 199k mà thôi. Cái vải này là vải lụa mango, cái chị mặc nó mát lắm, mềm êm thoải mái. Và em đang có cho mình là 4 size luôn. Em đang có cho mình là 4 size để cho các chị mình lựa chọn luôn. ML, XL, 2X em đều có đủ cho cả nhà nha. Thế các chị cứ lên đơn đi rồi bên em sẽ tư vấn cụ thể cho các chị. Rồi hoặc là bây giờ nè, không thì em sẽ đọc sơ về cái số đo vòng eo cho các chị mình xem. Các chị nên đo sẵn số đo vòng eo nha cả nhà để chọn được cái size chính xác nha. M247 này size ML72, size L75, size L78 và size L84 trở xuống mặt vừa. Rồi em chốt luôn cho mình là giá chỉ có là 199.000 đồng. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng sớm giùm em. DA1247 và kèm số điện thoại cho em nha. 1247 và kèm số điện thoại sale luôn trên like giá là 199.000. 199.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu này thì đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. Làm mã nè với số điện thoại cho em nha. Ok này chị Thanh Chi, em chốt đơn hàng cho chị nè. 1247 cho chị Ngọc Châu nè. Sale với giá là chỉ có 199k mà thôi. Rồi các chị ơi chốt nhanh nha, chốt nhanh lẹ nha cả nhà ơi. Ai đặt trễ hết chương trình sale rất là uổng nè. 99k mẫu, 199k mẫu này. Rồi sau mẫu này thì người em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm sale sốc tiếp theo nè. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng cho em luôn nha. Rồi đợi em một xíu nha cả nhà ơi. Bây giờ nha, em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm này với giá là 99k cho mình đây. Chia sẻ dùm em chưa cả nhà ơi? Ai chưa chia sẻ like liền dùm em luôn nha. Trên tường và chia sẻ vào các hội nhóm dùm em ạ. Đầm tiếp theo em chốt cho mình là 99k nha. Mẫu tiếp theo đây là DA1269. Các chị ơi, cái đầm này em chi ăn cho mình là 99k nè. Cho chị nào nhanh tay nè, đặt liền luôn ngay lúc này nha. 1269 chi ăn giá là 99k. Trời ơi, nó quá rẻ rồi các chị ơi. 99k mẫu này nha. Đó, chốt đơn liền luôn giùm em nè, 99k mẫu này. Cho chị nào may mắn vừa sai. Rồi đầm này em chốt sale luôn trên like này cho cả nhà, chỉ có giá là 99k mẫu đầm này. Lên đơn luôn cho em ngay bây giờ nha. Cái này em có thêm cho mình một cái màu xanh. Đây, xanh này là 1270. Xanh này mã là 1270 nha. Rồi đầm này em chốt luôn cho mình là 99k nè. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ em chịu hàng. 99k thôi nha cả nhà ơi, rất là rẻ luôn nè. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em nè. 99k 1270 là màu xanh. Màu xanh em còn hình như còn mấy cái à. Em còn 3-4 cái. Đó, xanh còn 3-4 cái cuối. Còn cái màu vàng này là 269 thì em còn cho mình tầm khoảng là 10 cái đó. Rồi em chốt luôn là 99k, có chị nào vừa sao mình đặt liền. 99k em đang mặc đây, cái 2X em đang kẹp bước đằng sau lại nha cả nhà. Rồi chị nào mình ưng đặt luôn đuôi cá vạt xéo cho mình này ha. Vải này là vải lụa mango mặc rất là êm. Xanh là 1270 và cái màu vàng này em đang mặc là 1269. Hai mẫu này đồng giá là 99k nha cả nhà. Em chỉ còn size 2X nên là ngày hôm nay shop sẽ chi ăn cho các chị ngày hôm nay là giá 99k. Chị nào vừa mẫu này thì các chị lên đơn hàng cho em luôn nào. Ngay lúc này để em trừ hàng trừ size là 99k mẫu này. Nhanh tay nha cả nhà, lên đơn hàng sớm giùm em ngay lúc này em trừ hàng luôn. 1269 là màu vàng, 1270 là màu xanh, 99k thôi, quá rẻ luôn nha các chị. Cái này là mình nhớ chia sẻ like. Ai có chia sẻ like em chốt đơn liền nha. 3 lần chia sẻ, 1 lần trên tường nhà và 2 lần vào các hội nhóm giùm em để mình được săn sale hợp lệ. Cái mẫu này là 99k, 1270 xanh và 1269 là màu vàng. 99k mẫu đầm này rồi, nhanh tay nào cả nhà, lên đơn hàng sớm giùm em luôn. Ngay lúc này em chịu hàng nha, 99k. Em dành thêm cho mình 30 giây nữa nha, sau đó em chuyển sang mẫu khác. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em nào 99k thôi. 1269 là màu vàng. Và vừa nãy cái màu xanh em giới thiệu cho mình đó là 1270. Đồng giá là 99k. Chị nào mình lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chuyển hàng chưa sai nha. 99k thôi nha cả nhà ơi, nó quá rẻ luôn á. Rồi cố gắng lên đơn hàng càng sớm càng tốt nè.
Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa nha. Chị nào mình ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay lúc này để em chừa hàng cho các chị mình ạ. Đầm tiếp theo nha. Em lên cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây. 1337. Đợi em vài giây nha. Đây nè cả nhà ơi. Đầm này của em với mã sản phẩm là DA1337 nè. Với mẫu đầm này thì em đang có cho mình là 1337 này, em đang có cho mình là 4 size MLXL với 2X luôn. Và em chốt em đây cho mình nha, xả hàng luôn 149.000 đồng. Mã này là 1337 nè, 149k. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn cho em luôn. Ngay lúc này em trừ hàng nha, 1337 và kèm số điện thoại 149.000. Có túi cho mình hai bên luôn. Vải lụa mango mặc rất là êm mát và có co giãn nhẹ cho các chị mình ạ. Chị nào mình lấy mẫu này các chị chốt đơn hàng liền cho em nha. DA1337 và kèm số điện thoại nè. 1337 và kèm số điện thoại luôn. Giá ngày hôm nay em sale cho mình là chỉ có 149.000 đồng. Chị nào mình thích mẫu này đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em trừ hàng nè. 1337 nha cả nhà ơi. Chị Mỹ Liên ok em chốt đơn hàng cho chị nè. Chị Ngọc Châu ok nè. 1337 cố gắng mình lên đơn sớm nha cả nhà. Em sale ưu đãi duy nhất ngày hôm nay cho nhà mình với giá là 149.000 đồng. Chị nào mà mình thích mẫu này thì các chị lên đơn liền. Giá này em sẽ áp dụng ở trên live thôi. Bình thường các chị mua đầm này sẽ là 299. Đặt ngay bây giờ em chốt luôn 149.000 mẫu này. 149.000 đồng mẫu đầm này nha cả nhà. Lên đơn hàng sớm giùm em luôn nha. Ngay lúc này để em trừ hàng trừ size. Giá này em sale duy nhất trên line này là 149k. Chị nào mình thích mẫu này đặt hàng sớm giùm em. DA1337 và kèm số điện thoại cho em liền nha. 1337 và kèm số điện thoại sale luôn trên line với giá chỉ có là 149.000 đồng. Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ? Mình đặt hàng sớm giùm em nè, ngay bây giờ em trừ hàng. 1337 và kèm số điện thoại nha cả nhà. 149.000 đồng mẫu đầm này. 149.000 đồng mẫu đầm em đang mặc nha. Rồi vải này là vải lụa mango, chất này mặc êm nè, mềm và mặc mát dễ chịu cho mình luôn. Và em đang có cho mình là 4 size. Size ML72 co giãn đến tầm 74, size L74 co giãn đến 76, XL78 co giãn đến 80, 2XL84 co giãn đến 86, chịu xuống mình mặc vừa. Em sale ngày hôm nay cho mình là 149.000 đồng. 149.000 đồng mẫu đầm này nha. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngay lúc này nè, để em trừ hàng trừ size liền trên line luôn nha. DA1337 và kèm số điện thoại chốt giá là 149.000. 149.000 đồng mẫu đầm này. Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ? Mình lên đơn hàng sớm giùm em nè, ngay bây giờ em chịu hàng 1337 nha. Rồi ok nè, chị Cẩm Tú chốt 1337 sale 149k. Các chị ơi cố gắng mình lên đơn hàng ngay hôm nay nha cả nhà. Ngay trong cái like này để được áp dụng với giá sale còn lại là em ngưng nha. Còn lại là em ngưng không áp dụng giá này nữa đâu. Chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nào cả nhà ơi. 1337 và kèm số điện thoại giá chỉ có là 149.000 đồng thôi. Rất là rẻ luôn. Sọc ghi cổ vét dài tay không em. Dài tay em sọc cổ vét em chỉ có tay ngắn thôi chị ơi, không có dài tay. Tay dài thì em lại có kiểu khác cơ. Tay dài em có kiểu khác cơ chị. Bây giờ nè, đó em có cái sọc như thế này nè. 1376 em sale cho mình là 149.000. Các chị thấy chưa, cái nào cũng sale rất là rẻ rồi đó cả nhà. Ai lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng liền nha. 1376 em sale cho mình là 149.000. 149.000 mẫu này nè. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào thì đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chưa hàng nè. Đầm em đang mặc là 1337 nha. 1337 chốt chị Phúc Nguyễn sale giá 149k. 1337 cho chị Ngọc Châu sale giá 149k. Rồi nhanh tay nha cả nhà ha. Ở bên góc màn hình đó chị, đây nè chị ơi, nó có cái nút chia sẻ nè, có nút chia sẻ nè, mình bấm chia sẻ vô. Mình bấm một là mình bấm vô viết bài đó, hoặc là mình nhấn vô sao chép liên kết nè. Sao chép liên kết này mình chia sẻ vô. Ủa khoan, cái điện thoại này là đang làm. Các chị nhìn dễ ở cái máy của các chị á, khi các chị bấm lên nó sẽ có là cái hội nhóm nữa, có cái mục hội nhóm nữa. Tại vì cái này của em là đang là cái nick này của em là nick của shop nên là không có hiện ra được ấy. Ở cái nick của các chị nó sẽ hiện ra ở cái góc chị, mình cứ bấm vô đi, nó có nhiều nút mà. Mình bấm vô mình thấy là nó một là viết bài mình chia sẻ trên Facebook cá nhân, hai là mình có một cái
cái vòng tròn nữa là nó hiện là chia sẻ với nhóm mình bấm vào đó nha. Rồi bây giờ đàm em đang mặc chị là lấy đặt hàng cho em mã này là DA1337 nha. Chị Phúc Nguyễn 1337 nè. Rồi còn chị nào lấy đặt hàng liền đầm này em sale còn 149 nha. Xả hàng giá rẻ cho mình luôn. Chị Nguyễn Lan 1337 chốt 149k nè. Rồi chị Thanh Châu 1337 sale giá 149k nè. Còn chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ để em giảm giá cho mình 1337 và kèm số điện thoại nha. 149.000 đồng mẫu đầm này nha. 149.000 đồng mẫu đầm em đang mặc nè. Chị Lan Chi em chốt 1337 nè, 149k. Còn chị nào mình thích mẫu này nữa nè. Các chị ơi, ai lấy mẫu này thì các chị lên đơn hàng ở trong cái line này luôn sẽ được giảm giá là 149. Còn lại em bán giá bình thường là 299.000. Tại shop em cũng đang bán là 299.000 mẫu này. Các chị lên đơn ngay bây giờ, em đang lên chương trình sale cho mình là còn có 149 thôi nha. 1337 và kèm số điện thoại cho em nè. 1337 và kèm số điện thoại. Trước đơn luôn trên line giá chỉ có là 149.000 đồng. Ai lấy mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sử dụng em ngay bây giờ để em chuẩn hàng nha. 1337 và kèm số điện thoại là chị Mỹ Châu. Ok, em chúc 1337 cho chị nè. 149.000 đồng mẫu đầm em đang mặc nha. Rồi các chị nhìn thấy hình ảnh rõ không cả nhà? Hôm nay hình như mảng hơi bị chập chờ đúng không các chị? Rồi đầm này em sale là 149k. Chị nào mình thích mẫu này lên đơn cho em luôn ngay bây giờ, em chịu hàng nha. 1337 nha. Rồi chị Thanh Huyền em chốt 1337 nè. 149.000. Chuẩn bị em qua mẫu khác nha. Chuẩn bị em qua mẫu khác nha cả nhà ơi. Chị nào mình lấy mẫu này đặt sớm giùm em nha. 1337 này cả nhà ơi, sale luôn trên line giá là 149.000 đồng. Cái chất này mặc cực kỳ là êm luôn nhá, mềm và mặc mát vô cùng luôn nè. Vải này thì nó sẽ không hề bị nhăn nhầu, bao cho mình là giặt máy hay là giặt tay thoải mái vô tư luôn. Rồi đầm em đang mặc, chị nào lấy ngang tay. Rồi các chị thấy để ý cho em cái phần eo, hạ eo là ngang của chỗ tay nè. Đó, khi mình đo eo cũng vậy, mình đo chính xác giúp em nha. Tại nhiều khi em kêu các chị đo em, các chị toàn đo xuống dưới bụng không. Đến lúc mà tư vấn sai về nhà nhận được hàng các chị mặc rộng. Nên là các chị nhớ phải đo chính xác. Eo là giống ngang cùi chỏ tay này, cái chỗ nhỏ nhất của mình ấy, ngay cái chỗ mà em đo may ngang, đường may ngang này nè. Đó, mình đo dùm em để bên em tư vấn sai. 1337 đầm này em sale luôn là 149.000 nha. 1337 nè, 149k sale sốc luôn. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn sớm dùm em ngay bây giờ để em chuẩn hàng cho mình nè. Ok là chị Thanh Huyền em có size cho chị nha, 1337 nè. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? À? Mình đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này để em chuẩn hàng nha. Giá sale đặc biệt nè cả nhà ơi. Em chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình á là chỉ có giá là 149.000 đồng. Chị Nhung Nicky em chốt 1337. 1337 cho chị Kim Chi sale giá là 149.000. 1337 cho chị Thoa Trần 149.000. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? À? Mình đặt hàng ngay bây giờ em chưa hàng nào, 149.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đồng khác ha. Ai lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này để em chưa hàng cho các chị mình luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên cho mình đầm lên cho mình một cái mẫu đầm maxi nha cả nhà. Nay mẫu maxi này shop đang sale luôn nè. Để em mặc like cho các chị xem luôn, cái mẫu này rất là đẹp luôn nè. Đây nha cả nhà ơi, 1336. Tính ra maxi là may là đã rất là tốn vải rồi. Đó, mà hôm nay lại còn để giá sale nữa chứ các chị. Đầm này hôm nay em chốt cho mình luôn có 199.000 đồng thôi. Chị nào mà mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng sớm giúp em nè. Mã này là 1336. 1336 chốt sale luôn trên live với giá chỉ có là 199.000 đồng. Lưu giúp em với giá sale này sẽ có hiệu lực khi mà các chị lên đơn hàng ngay trên cái live này của em thôi nha. Em không áp dụng bên ngoài đâu các chị ơi. Đầm này á 349.000.
chốt sale luôn trên live, chỉ còn có giá là 199.000 đồng thôi nè. Ok, là chị Kim Hương em chốt đơn hàng cho chị nè, chị Ngọc Châu em có size nha, 1336 và kèm số điện thoại liền dùm em nha cả nhà ơi. Bây giờ ngay hôm nay các chị đặt hàng sẽ được giảm giá luôn, với giá này là có 199. Thực sự các chị giờ này mà kiếm đâu ra một cái shop mà giá một cái đầm maxi mà 199 cả chị, quá rẻ luôn á. Em nói thiệt các chị, bây giờ mà mình mua với một cùng chất lượng như vậy mà các chị ở một bên ngoài gấp 3 lần so với shop em cả nhà ơi. Hôm nay shop sale sốc luôn nha, có 199 thôi. Thì chị nào mình thích mẫu này nhớ nhanh tay đặt liền. Chị Kim Dung ok nè. Rồi chị Ba Bi Thư em lên đơn hàng cho chị nè. Mã này mình chốt cho em là DA1336 và kèm số điện thoại thì cho em nha. 1336 và kèm số điện thoại cho em là em sao luôn trên live này cho cả nhà. Là giá chỉ có là 199.000. 199.000 đồng một đầm này. Form là lên rất là chuẩn form luôn nha. Phía đằng sau là dây khóa kéo cho cả nhà mình đây. Đó, chất rất là đẹp và đem cao 1m62, form này dài tới phần cổ chân của em luôn. Đây nó có co giãn cho các chị nha, vải này mặc đúng mát luôn á. 1337, 1336 và kèm số điện thoại cho em nè. 1336 và kèm số điện thoại em chốt ngày hôm nay cho mình là 1305 và kèm số điện thoại 99k. 1336 ok chị Đặng Thuận nha, có size cho chị nha chị ha. Rồi mẫu em đang mặc, chị nào lấy thì cứ lên đơn, mã này là 1336. Còn riêng cái mẫu đầm này nè cả nhà, 1305 này nè, là em sale cho mình luôn với giá chỉ có là 99k thôi. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền luôn dùm em. Ngay bây giờ em trừ hàng trừ size, 99k mẫu đầm này, mã sản phẩm là 1305 nha. 1305 và kèm số điện thoại luôn, giá quá rẻ luôn các chị ạ. Có túi cho mình nè ha, vải này mặc êm và mặc mát luôn, 99k. Trời ơi, có 3 cái, có 4 cái rồi cả nhà ơi, 3 4 cái cuối cùng thôi em sale 99k. Có chia sẻ là có đơn nha, có chia sẻ là có đơn, chia sẻ like liền dùm em nha cả nhà, mã đó là 1305. Rồi đầm em đang mặc đây cả nhà. Đầm này các chị ghi cho em là DA1336, em sale hôm nay cho mình là 199 nha. 199.000 đồng mẫu đầm này, chị nào mình thích mẫu này đặt hàng sớm giùm em. Ngay lúc này để em trừ hàng trừ size. DA1336 và kèm số điện thoại luôn, 199.000. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ưng ý mẫu này thì các chị lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. Ok chị Lê Hạnh em chốt đơn hàng, chị Ngọc Như ok em chốt đơn hàng cho chị. Mã này là 1336, có chị nào mình thích mẫu này đặt liền luôn dùm em. 1336 chốt cho chị Uyên Phạm nha, sale giá 199k. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không, mình đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nào. 1336 và kèm số điện thoại nha, em chốt luôn trên line này cho mình là giá là 199. 199.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị cứ đặt sớm giùm em. Ngay lúc này để em trừ hàng trừ sai, mã là 1336 nha. Chị Linh Thám chốt 1336 cho chị nè. Chị Như Quỳnh em chốt 1336 nè, 199k. Còn chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nha cả nhà. Giá sale ưu đãi ngày hôm nay cho các chị mình luôn chỉ có 199.000 mà thôi. Rồi bây giờ em sẽ chuyển thêm mẫu khác cho mình nha. Rồi chia sẻ like dùm em nha, trên tường và chia sẻ vào các nhóm dùm em ạ. Đầm tiếp theo, đầm tiếp theo sẽ lên luôn cho mình đây, một cái mẫu đầm poly hai da, coi giãn siêu tốt luôn, 1384 nè. Rồi đợi em xíu nha cả nhà. Một 368 trước cho chị Phúc Nguyễn luôn. Rồi bây giờ em lên mẫu này là 1384. Cái 1384 này em đang có cho mình là 4 size ML, L với 2X. Và đầm này em sale cho mình chỉ có 299 mà thôi, 299k thôi nha cả nhà. Form lên rất là chuẩn luôn, 1384 và kèm số điện thoại nè, 299.000 đồng. Đầm này á, về độ co giãn thì rất là tốt nha. Đây các chị nhìn nè, 40kg, 65, 67kg mặc vừa. Rồi em chào chị Quốc Thịnh, chào các chị mình mới vô nha. Có túi nè cả nhà, một bên túi thật và một bên túi giả nha. Ở đây phối cái nơ cho mình nè, rất đẹp luôn các chị ơi. Cái chất là đúng xịn. Cái tay nè, cái tay này nó có tu rua và nó có co giãn nè. Đó, cái mặt vải bên trong nè, không biết cả nhà nhìn rõ không. Đó, các chị thấy không, độ co giãn nhiều lắm, cực kỳ êm. Cái mẫu 1384 này nè,
là shop bên này sale cho mình là chỉ có giá là 299 ngàn. Chị nào mà mình thích mẫu này đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này, em chịu hàng nha. DA1384 và kèm số điện thoại cho em luôn. Nên đơn hàng cho em là cả nhà ơi, chỉ có giá là 299 ngàn đồng. Cái mẫu này họa tiết của nó nền đen, họa tiết chấm bi trắng nha. Và cái mẫu đầm này họa tiết nó nhỏ nên là khi mà lên hình ấy, các chị nhìn nó hơi sọc sọc quá cả nhà. Rồi đầm này của em, chị nào lấy đặt hàng cho em mã này là DA1384, em chốt ngày hôm nay cho mình là 299k. Độ co giãn siêu tốt luôn nha, và mình mặc rất là thoải mái. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị đặt hàng cho em luôn. DA1384 và kèm số điện thoại cho em nè. 1384 và kèm số điện thoại, em chốt ngày hôm nay cho mình là chỉ còn có giá là 299k. 299k mẫu đầm này. Nên đơn hàng liền luôn giùm em nha. Ngay lúc này em chịu hàng mã này là 1384 và kèm số điện thoại cho em. Ok, chị Phan Ngọc My em chốt 1384 cho chị nè. Chị Nguyễn Ly em chốt 1384 cho chị nè. 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm này nha. Rồi ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em luôn nào. Ngay bây giờ em chưa hàng mã này là 1384, chốt ngày hôm nay là 299.000 đồng nha. Đó, có túi, một bên túi thật và một bên là túi trang trí nha cả nhà. Cái nơi này em gắn liền cho các chị mình luôn. Rồi đây các chị nè, form cổ thiết kế nè, rất đẹp luôn, form chuẩn luôn nha. Cái phía dưới này nó cũng có tua rua ra như vậy nè. Rồi coi dễ nhiều lắm luôn. 1384 sale giá 299.000. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em nè. Ngay bây giờ để em chịu hàng nha. Mã này là 1384. Mã đầm này là DA1384. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không, mình nhanh tay lên đơn hàng sớm giùm em nha. Chị có giá là 299.000 đồng mẫu này. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Rồi chuẩn bị em qua mẫu khác nè. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng luôn. Sale với giá chỉ có là 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Chốt đơn liền luôn, ngay bây giờ em giảm giá cho mình luôn là chỉ có 299 thôi. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nha. Mẫu đầm tiếp theo shop sẽ lên cho mình đây một cái mẫu đầm nền đen hoa hồng cực kỳ đẹp luôn. Rồi cả nhà ơi, với mẫu đầm này lên chương trình sale shop cho nhà mình nha. Đây là DA1340 nè. 1340 em xả hàng luôn cho mình ngày hôm nay ạ. Giá siêu rẻ nha. Đợi em xíu nha các chị, em báo giá cho mình là 1340 là 169.000 đồng. 169.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em là 1340 và kèm số điện thoại 169k. Chị nào mình thích mẫu này các chị đặt luôn cho em nha. Nhanh tay nào cả nhà, 169k mẫu đầm này, mã là 1340. Ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em nha. Cứ mã với số điện thoại cho em thôi, 1340 kèm số điện thoại cho em là được nè. Rồi chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà vào nhóm nào cả nhà ơi, nhớ chia sẻ nhiệt tình nha các chị. Rồi đầm có túi hai bên, phía đằng sau là dây khóa kéo cho mình, form lên chuẩn đẹp luôn. 40kg đến tầm 65kg vừa. Phải này nó có co giãn nên là khi các chị mặc nó cũng rất là thoải mái nha. Ai lấy mẫu này thì cứ đặt sớm giùm em, mã này là 1340 và kèm số điện thoại trên. DA1340 và kèm số điện thoại luôn, 169k, 1340 cho chị Nguyễn Hoa. 1340 cho chị Tương Nguyễn sale giá 169k. 1340 cho chị Huyền Kim Xuyến em chốt đơn hàng cho chị luôn là 169k mẫu đầm này. Các chị cứ ghi cho em là mã 1340 và kèm số điện thoại cho em nha. 169.000 đồng sale xả hàng giá sốc luôn. Rồi có chị nào lấy mẫu này nhanh tay chị Song Nhi ok em lên đơn hàng cho chị luôn. DA1340 và kèm số điện thoại 169.000 đồng mẫu đầm này. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ, mình đặt hàng cho em luôn. Ngay bây giờ nè, để em chịu hàng và chịu sai liền trên like cho cả nhà mình nha. Cố gắng mình lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc này em chịu hàng nha. Ok chị Hoàng Thúy em chúc 1340 là 169.000. Còn chị nào mình lấy mẫu này đặt liền luôn giùm em nha. Ngay lúc này để em chịu hàng chịu sai nè. Chị Khánh Nhi em chúc 1340. Chị Ngọc Ngọc Nga em chúc 1340 169k. 169k mẫu đầm này, nhanh nào cả nhà lên đơn sớm giùm em nha. Có túi cho mình luôn, vải này là vải lụa mango, êm mềm và mặc mát và có co giãn nhẹ cho các chị mình luôn. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền chị Mỹ Tiên ơi, đầm này em sale 169 nha. Có size chị Nguyễn Anh, Nguyễn Hồng ơi, có chị ơi đủ size luôn, ML, XL, 2X em đều có đủ cho các chị. Cả nhà cứ diễn việc hôm nay lên đơn hàng cho em làm mã với số điện thoại là được. Đầm này em chốt có 169 ngàn thôi nha.
169.000 đồng mẫu đầm này, chị nào mình lấy mẫu này đặt liền cho em. Ok nè, chị Ngọc Trang em chốt, chị Kim Thảo ok em chốt đơn nè. DA1340 sale với giá là 169k. Có chị nào mình lấy mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ để em chửi hàng chửi sai. 1340 kèm số điện thoại cho em nha. 1340 và kèm số điện thoại sale với giá là 169.000 đồng mẫu đầm này ạ. Quá rẻ luôn nha cả nhà. Rồi em sẽ dành ra cho mình 30 giây cuối cùng để săn được em đầm này giá 169. Còn lại là giá nó sẽ tăng lên là 299.000 đồng luôn giúp em nha. Hết chương trình sale đầm này tăng là 299. Chị nào mà mình thích mẫu này thì các chị đặt hàng cho em luôn. Ngay bây giờ em chịu hàng nè. Mã này là DA1340. 1340 và kèm số điện thoại cho em 169k đầm này nha. 169k mẫu đầm này nè. Form lên chuẩn luôn. Đầm có túi hai bên cho các chị ở đêm cao 1m62, form này dài qua gối như thế này ha. Cái này nó sẽ có co giãn cho mình ha, mặc rất là êm và mát luôn. DA1340 chốt sale luôn trên like giá là 169. Có chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngay lúc này em chịu hàng 1340 chốt chị Xuân Phạm. 1340 cho chị Ái Nhi em sale giá 169k. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Mình đặt hàng ngay bây giờ cho em nè, để em chịu hàng và chịu size liền trên like cho các chị. Form là lên form chuẩn đẹp luôn nha cả nhà ơi. Có 169k thôi, rất là rẻ luôn nè. Đó, ở đêm cao vét 62 form này dài qua gối như thế này. Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không ạ? Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không, mình đặt hàng ngay bây giờ cho em nha. DA1340 và kèm số điện thoại cho em 169k. Chị Nguyễn Hồng em lên đơn hàng cho chị nè. Rồi chị Thắm Đoàn em chốt đơn hàng cho chị nè. Mã này là 1340. Có chị nào mình lấy mẫu này thì mình nhanh tay lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. 1340 kèm số điện thoại quá rẻ luôn các chị. 169.000 thôi nha cả nhà ơi. Rồi chị nào mình ưng mẫu này thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc này em chịu hàng luôn 169k. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền nha cả nhà ơi. Hôm nay là sale giá sốc luôn rồi đó. Bây giờ nè em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu khác nha. Nhớ chia sẻ like giùm em luôn trên tường và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em ạ. Rồi giờ em sẽ lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa nha. Xả hàng cho các chị mình luôn đây. Trời ơi các chị ơi, có cái đầm ren đen này rất là đẹp nè. Hôm nay em xả nhanh luôn nha. Đầm tiếp theo của em đây, một cái mẫu đầm ren nằm trong top bán chạy nhưng mà bây giờ em còn có lẻ sai à, nên là hôm nay em tri ân cho nhà mình nè. Đây là DA1344. Em chốt hôm nay cho mình 179.000 luôn nha. Mã này mình cứ ghi cho em 1344 và kèm số điện thoại nè. Xả nhanh cho mình là 179.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào mình ưng mẫu này các chị lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. Có túi cho mình nè. Bên trong có lót thun cô tông cho mình nè. Chất ren đúng đẹp luôn nha. Phía sau dây khóa kéo. Mã này mình ghi cho em là 1344. Đầm này em chốt ngày hôm nay cho mình là 179.000 thôi. Rồi chị nào mình ưng đặt hàng sớm giùm em. Ngay lúc này em chịu hàng nè. Em chốt có 179.000 thôi nè cả nhà ơi. Quá rẻ luôn rồi các chị. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền đi các chị ơi. 179.000 thôi nha. Rồi giá siêu sốc luôn 1344 và kèm số điện thoại 179k. Cái này em còn đúng hai size thôi, đó là size M với size L. Ở đây nè, nếu mà chị nào thích màu khác có cho mình màu tím. Màu tím thì mã của nó là 1250. Màu tím 1250 thì để em xem coi còn size gì em báo mình luôn nha. 1250. 1250 còn size L, XL với 2X các chị cũng còn mấy cái à. 1250 này các chị, đây đây đây, chị nào mà mình mặc size lớn thì chốt ngay em đầm này. Màu tím. Màu tím nha cả nhà, 1250 còn size L, XL với 2X rồi chốt luôn có 179.000. Cái 1250 này cũng có 179.000 thôi nha. Rồi chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng nào, quá rẻ luôn các chị. Có 179.000 đồng xanh được ngay hai cái em đầm ren này rồi. 1250 tím. 179k. Rồi chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em nha, ngay bây giờ em chịu hàng luôn. Đó, em có hai màu, màu đen là 1344, còn cái màu tím là 1250. Đồng giá sale ngày hôm nay xả hàng luôn là 179.000 thôi nha cả nhà. Form chuẩn đẹp luôn.
Đó, bên trong là có lớp lót thun cô tông và đầm này có túi hai bên. Đồng giá sale ngày hôm nay là 179. Chị nào mình thích mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc nãy em chịu hàng nha, chị Lợi Bùi ok, chị Luyến Phạm ok, em chốt đơn ạ. 1250 màu tím và 1344 là màu đen. 1250 màu tím, 1344 màu đen, chốt ngày hôm nay cho mình là 179k nha. 179k mẫu đầm này, có chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Lên đơn hàng sớm giùm em nào, ngay bây giờ em chịu hàng chịu size. Chốt với giá là 179.000 nha. 1270 màu tím và 1344 là màu đen. Chốt sale giá 179k. Chị nào mình ưng mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ là điểm chưa hàng chưa xa nha. Chỉ có giá là 179.000 đồng, xả hàng giá rẻ luôn. Chị Thi Thi ok, em lên đơn hàng rồi, các chị ơi tốc độ lên nha. Cái nào mà đã tắt like rồi là em ngưng nhận đơn giá sale này rồi. Rồi tranh thủ nào, đặt hàng sớm giùm em. 1259 hay chị Quốc Thịnh? 1259 hả? 1259, nãy em giờ em không có la 1259, mình có nhầm mã không chị Quốc Thịnh ơi? Đây rồi, đầm em đang mặc đây là 1344 và cái này tím là 1250. Đồng giá luôn ngày hôm nay là chỉ có giá là 179.000 đồng mỗi đầm này nha. 1344 là màu đen, 1250 là màu tím, 179. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền màu đen, mình ghi mã là 1344 chị Ngô Chí ơi. 1250 ok chị Quốc Thịnh nha. Rồi, chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt cho em nào. 1250 tím. Còn cho mình size LXL với 2X, còn cái đen này thì em còn cho mình là size cái đen này thì em còn size M với size L. Rồi, 1250 cho chị Quốc Thịnh 179k nè. Còn chị nào lấy nhanh tay nha, tại vì cái hàng này hàng lẻ size rồi. Em còn có vài cái em sẽ hàng nhanh luôn. Có 179.000 thôi à, rẻ lắm luôn các chị. Rồi chị nào mình ưng thì mình đặt luôn cho em nhé, ngay lúc này em chịu hàng. Xong chưa cả nhà ơi, chuẩn bị em coi mẫu khác rồi. Rồi tốc độ các chị ạ. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em, ngay bây giờ nha, em chịu hàng chịu size cho các chị mình luôn nha. Chuẩn bị em quay thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Mình nhớ chia sẻ like giùm em nhé. Ok, 1250 cho chị Đài Lan Huỳnh nè, 179.000. Đó, cái tím này thì nó còn cho mình size lớn này dễ mặc ha. Chị nào may mắn vừa sang mình đặt luôn. Tím 1250 em còn cho mình size LXL với 2X nha. Để em treo đằng sau này nè. Chị nào ưng thì mình cứ lên đơn hàng luôn. Chốt có 179.000 nè cả nhà ơi. Quá rẻ luôn á. Rồi, đầm em đang mặc là 1344 thì chốt 179 luôn. Hai mẫu đầm cho các chị lựa chọn nha. Một cái tay ngắn, một cái tay lỡ nha. 1344 cho chị Xuyên Lê ok chị luôn. Rồi, 179.000 nè. Còn chị nào lấy nữa không ạ? Lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nè. 179.000 nha. Xả hàng giá rẻ luôn. Ai nhanh là còn, ai chậm là mất hàng nha. Rồi, bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Các chị ơi, chia sẻ like giúp em luôn nha. Trên tường nhà và chia sẻ vào các hội nhóm giúp em ạ. Rồi bây giờ nè, em lên cho mình một cái mẫu đầm ren, đầm nhung lặn nha cả nhà. Đợi em xíu nào, mặc lên mẫu này cho mình sale luôn, giá rẻ luôn. Đây các chị ơi, mẫu này của em mã là 1344, 13. Mẫu này là DA 13. 13 bao nhiêu nhỉ em? 13, chờ em một xíu nha. Tự nhiên bị mất trí nhớ, không nhớ mẫu này luôn. 1343 cả nhà ơi. 1343 còn 3 size nhá. Size M, XL với lại 2X nè. Rồi em sale luôn nha. Rồi 199.000 mẫu này nha các chị. 199.000 mẫu này. Cái tay của nó là phối với vân lưới nè. Cái này không có bị sơ xước vải đâu mà mặc rất là êm. Đầm này em chốt luôn cho mình là 199.000 mẫu đầm này nè. Chị Quốc Thịnh. Rồi em cảm ơn chị. Tự nhiên em bị mất trí nhớ chị Quốc Thịnh ơi. Tự nhiên cái một cái đầm mà mình rất quen thuộc mà không nhớ nó mã gì hết trơn. Rồi. Bây giờ đầm này của em nha, sale 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm này, chị nào lấy đặt liền nào cả nhà ơi. Nhung. Nhung này là nhung lặn nha các chị, mặc rất là mát và độ co giãn thì nhiều mà không bị nhăn nhào nữa. Cái phần tay mình cứ để ý cho em là nó sẽ có là nhúng thun nè. Và cái vải von này không hề bị sơ xước vải luôn, rất là đẹp nha cả nhà. Coi giãn nè, không bị chặt bắp tay đâu. Mã này là 1343 nha. Ngày hôm nay shop sẽ sale cho mình luôn là 199.000 thôi. 199.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào ưng đặt hàng sớm giùm em 1343 và kèm số điện thoại cho em nha.
1343 và kèm số điện thoại, sale luôn trên line, giá chỉ có là 199.000 đồng. Và em có 4 size, em có 3 size nhưng mà độ co giãn nhiều, nên là khi các chị mặc lên người nó cũng thoải mái ha. Em sale ngày hôm nay cho mình là 199 luôn. Chị nào mình lấy mẫu này đặt cho em nè, 1343 và kèm số điện thoại cho em nha. 1343 và kèm số điện thoại, em sale hôm nay cho nhà mình là chỉ có 199k, form lên chuẩn và đẹp luôn nha. 40kg đến tầm 65kg là vừa, vải này mặc mát rời rượi luôn. 1343 và kèm số điện thoại 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm này nè. Chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ nha. Trời ơi, cái chất nhung này thì các chị mặc là chỉ có ghiền thôi. Thiệt sự luôn, chỉ có ghiền thôi. Mặc nó mát rượi luôn cả nhà. Rồi đầm này em đang có cho mình là 3 size cuối cùng, nhưng các chị cứ yên tâm đi, độ co giãn nhiều. Bình thường các chị mặc 2X à, đầm này các chị mặc XL mặc vừa luôn rồi. Em sale cho mình với giá chỉ có là 199.000 đồng mà thôi. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay lúc này nha, để em trường hàng luôn. Mã sản phẩm này là DA1343 và kèm số điện thoại cho em, 199.000 đồng. 199.000 đồng nha cả nhà, lên đơn hàng ngay nào cả nhà ơi. Mẫu này, mẫu đầm này mặc rất là mát, cực kỳ sang, chị rất thích mẫu này. Em cảm ơn chị Quốc Thịnh nhiều nha. Đó cả nhà ơi, mình đọc comment của chị Quốc Thịnh giúp em nha. Đây là một số chị á, các chị cứ nghe nhung là các chị sợ nóng không à. Các chị nghe nhung các chị sợ nóng, rồi các chị làm kêu là à, trong mùa hè này mà sao lại may nhung. Đó thì sao mà mặc được, nó nóng sao mà mặc được. Nhưng mà các chị mình thấy cái comment của chị Quốc Thịnh không, chị Quốc Thịnh làm đã mua mẫu này của bên em rồi nè. Và các chị thấy đó, vải nhung nhưng mà khách lại khen làm chất mát nha cả nhà. Nên các chị cứ yên tâm cho em luôn. Nhung nó chia ra nhiều loại lắm cả nhà. Và cái nhung này bên em may cho mình đó là nhung lặn. Cái mặt vải bên trong của nó này các chị ơi, nó ống và nó mát luôn nha. Mát rượi cả nhà, sờ vô là mình thấy mát liền luôn rồi cả nhà. Đó, mặc rất là thích luôn. Đầm này các chị cứ ghi cho em là 1343 và kèm số điện thoại. Em chốt sale luôn cho mình là 199.000 nha. 199.000 đồng mẫu đầm này, chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em. Mã này là 1343. 1343 và kèm số điện thoại luôn, chia sẻ like giùm em nè. Và mình lên đơn hàng ngay lúc này, em chuyển hàng luôn. 199.000 nha. Mã này là 1343. Với mẫu này là các chị trẻ tuổi hay các cô trung tuổi mình đều có thể mặc được. Đối với em đầm này, em sale hôm nay cho nhà mình chỉ có giá là 199k thôi. Chị nào mà mình thích mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em. DA1343 và kèm số điện thoại cho em nha. 1343 và kèm số điện thoại, chốt đơn luôn trên line, giá chỉ có là 199.000 đồng. Có chị nào mình lấy mẫu này đặt liền cho em luôn. Ngay bây giờ em chuyển hàng nào, form chuẩn đẹp luôn nha. Đủ hàng và đủ size cho các chị mình lựa chọn. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua thêm cho mình em đầm khác nha. Chị nào mình lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em, ngay lúc này em chuyển hàng luôn, nhanh nào cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình đầm DA1325. Rồi đây các chị ơi, với mẫu 1325 này ngày hôm nay sắp lên chương trình sale luôn nha. 1325 này sắp lên chương trình sale luôn cho các chị mình đây. Rồi 149.000 luôn, giá sốc luôn. Cái này là sốc coi như xả hàng rồi, sale chia ăn rồi, không có lợi nhuận. Cái đầm này em chốt là 149. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị là hàng nhanh nào cả nhà ơi. 1325 149k, 149k mẫu đầm này. Chia sẻ like dùm em luôn. 1325 kèm số điện thoại. Đầm này nha các chị ơi, bình thường các chị săn sale cũng là 299.000. Bây giờ các chị chốt trên like này chỉ còn có giá 149.000 đồng thôi. Rồi đầm phong chuẩn nè, có túi hai bên, vải này mặc cực kỳ mát và êm luôn. Em sale hôm nay có 149 thôi. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng sớm giùm em nha. Ngay lúc này để em chuyển hàng chuyển size, mã này là 1325 và kèm số điện thoại cho em. 149k mẫu đầm này. 149k mẫu đầm này, có chị nào mình lấy nhanh tay đặt sớm giùm em nè. 149.000 thôi nha. Rồi các chị ơi, chia sẻ like luôn giùm em trên tường nhà và chia sẻ vào nhóm giùm em nè. Mã này mình cứ ghi là 1325 nha. 1325 sale giá 149. Vải mềm, chất êm và mặt mát cực kỳ. Cái lụa mango là miễn chê luôn các chị. Nó mát rượi và nó co giãn nè.
Nó co giãn cho mình nên là khi các chị mặc thoải mái nha. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt hàng cho em là DA1325 và kèm số điện thoại luôn. Chốt ngày hôm nay cho cả nhà mình á là giá chỉ có là 129.000 đồng thôi. Chị nào mình ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn. 1325 nha, 1325 kèm số điện thoại. Chỉ có là 1325 sale giá chỉ có là 149.000 đồng mẫu đầm này. Rồi các chị ơi chia sẻ like giùm em luôn nhé. Trên tường nhà nào và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em. Mã này các chị ghi là 1325 và kèm số điện thoại cho em. 149.000 đồng xả hàng giá rẻ cho các chị mình luôn. Chị nào mà mình thích mẫu này á thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay lúc này để em chịu hàng nha. Mã này là DA1325. Rồi nhanh tay nào cả nhà, lên đơn sớm giùm em nha. Ngay bây giờ em chịu hàng. Ok, chị Thi Thi chúc 1325 nè, chị Nguyễn Trang em chúc 1325, chị Họa Minh chúc 1325. 149.000, 149.000 đồng giá sẽ có hiệu lực cho các chị ngay trên cái like này thôi nha cả nhà. Em không áp dụng bên ngoài và chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng luôn. Ngay bây giờ điểm chịu hàng chịu sai, mã này là 1325 nha cả nhà ơi. Phối thì cho mình ba cái nút gỗ phía trước cho mình nè. Vải mềm chất êm mặt mát và có co giãn nhẹ cho mình luôn. Chị nào mình lấy mẫu này đặt cho em nha, 1325 và kèm số điện thoại cho em ạ. 1325 và kèm số điện thoại cho em nha. Sale luôn trên like này cho cả nhà mình là chỉ còn có giá là 100, với giá chỉ còn có là 149.000 đồng mẫu đầm này, mã là 1325. Còn chị nào mình ưng ý mẫu này nữa không ạ? Lên đơn sớm giùm em nè, ngay bây giờ em chịu hàng. 1325 chốt giá 149. 1325 cho chị Như Lan, 1325 cho chị Ngọc Trang. Chốt sale luôn là 149k. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nào, làm mã nè và kèm số điện thoại cho em nè, để em chốt sale liền trên like cho cả nhà. Mã này là 1325 và kèm số điện thoại cho em nha. Rồi chị Mỹ Ly, ok em chốt 1325 cho chị luôn. Rồi xong chưa các chị ơi, tranh thủ mình lên đơn hàng cho em luôn, ngay bây giờ em chưa hàng. 1325 chốt giá là chỉ còn có 149.000 đồng, xả hàng giá sốc luôn. Xả hàng giá sốc cho các chị mình luôn. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? À? Mình đặt hàng ngay lúc này cho em nha, để em trừ hàng cho các chị mình nè. 149 mã này là 1325. Tím có size to đó chị ơi. Tím là 1250 nè, nãy em có like đó. Nó còn size LXL với 2X đó. Em đang sale là còn có 179.000 thôi. 1250 sale 179.000 nha. 1250 sale giá 179.000 đồng. Chị nào mình ưng mẫu nào thì cứ đặt hàng cho em luôn, ngay bây giờ để em trừ hàng trừ size. Tím này là 1250 sale giá 179k nha. 1250 sale giá 179k, chốt liền giùm em nha. Rồi nhanh nào cả nhà ơi, bây giờ em sẽ chuyển qua mẫu khác được chưa ạ? Đuôi cá em có luôn chị. Đây để mặc luôn cho mình cái đuôi cá này nè. Ren đuôi cá. Mẫu này hôm nay em xả hàng giá sốc luôn. Rồi đợi em xíu nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào nhanh tay nha cả nhà, lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ để em chịu hàng luôn nha. Mẫu đầm tiếp theo đây. Mẫu đầm tiếp theo like cho mình đây là 1348. Đây các chị ơi, mã đầm này là DA1348 nha cả nhà. Rồi ngày hôm nay em xả hàng luôn cho mình em đầm này nè. 1348 em xả hàng cho mình luôn nè, với giá chỉ còn có là 179.000 luôn. 1348 179k xả nhanh giá rẻ cho các chị. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nha. Em chốt đơn 1348 179k. Chị có đặt một cái áo đuôi cá mà không thấy có đã chốt đơn rồi. À chị Lại Hoàng ơi, để lại số điện thoại giúp em nha. Chị cho em số điện thoại để mấy bạn kiểm tra chốt cho mình ạ. Rồi bây giờ đầm em đang mặc nè, cái mẫu này là 1348 nha, em xả hàng là 179.000. Mà đầm này là đang có cho mình coi như là đủ hàng và đủ size luôn á. Nhưng mà ít thôi, không có nhiều đâu cả nhà. Em chốt xả luôn 179.000 thôi nha. Mã này là 1348 và kèm cho em số điện thoại luôn. Rồi mẫu size, mẫu size em còn có vài cái cuối cùng thôi nha cả nhà. Mẫu size em còn có vài cái cuối cùng thôi. Em chốt giá là 179.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào ưng đặt liền vào này là một cái màu đỏ đậm nha cả nhà.
cái màu đỏ đậm này các chị mặc lên da rất là trắng và không có sợ bị kén da đâu. Một số điện thoại của các chị sẽ thấy cái màu này nó hơi sáng, hơi chói đúng không ạ? Là do độ phân giảm màn hình của mình đấy cả nhà. Rồi, nhưng mà cái màu này là các chị ơi, đỏ đậm dễ mặc lắm các chị. DA1348 em chốt ngày hôm nay cho mình là 179.000 đồng. Chị nào mình thích mẫu này thì các chị cứ lên đơn cho em nha, 1348 kèm xin họa xả hàng giá rẻ luôn, 179k thôi nha. Chị nào mình ưng mẫu này cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ để em chừa hàng chừa size. 1348 và kèm xin họa nè, 179.000 đồng mẫu đầm này, 179.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Có chị nào mình lấy mẫu này lên đơn sớm cho em nào. Ok này, chị Ngọc Trang em trước 1348 nè, chị Thi Hồng em trước 1348 cho chị nè, 179k nha. Có chị nào mình lấy mẫu này thì các chị chốt đơn liền luôn dùm em nào. Ngay lúc này em chịu hàng nha, 1348 và kèm điện thoại 179k, giá siêu rẻ luôn. Giá siêu rẻ luôn các chị ơi, ai nhanh là còn, ai chậm là mất hàng. Chị Châu Hà ok em chốt nè, 1348 nè. Chị Ngọc Minh em chốt 1348 cho chị nè. Có chị nào mình lấy mẫu này nữa không? Chốt sao liền liền dùm em nha. Chốt sao liền ngay bây giờ dùm em nha cả nhà, 1348. Em giảm ngay trên like, chỉ còn có giá là 179.000 đồng thôi, quá rẻ luôn. Rồi ok chị Cẩm Lan em lên đơn hàng cho chị nè, 1348. Chia sẻ dùm em nha cả nhà. Cái ren này nó cũng sẽ có co giãn nên là khi các chị mặc nó cũng dễ chịu ha. Đầm này em sale là 179k. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn hàng sớm dùm em ngay lúc này nha, em chịu hẹn luôn. Nhanh tay nào cả nhà, DA1348 nha, xả nhanh 179. Em còn đủ size luôn, em còn đủ size nhưng mà hơi ít. Giá ngày em sale là 179.000. Rồi ok chị Trần Nguyên em chốt đơn hàng. Chị Lê Huệ ok em chốt 1348 cho chị, 179.000 đồng mẫu đầm này. Còn chị nào mình lấy mẫu này được không ạ? Đặt hàng sớm dùm em ngay lúc này em chịu hàng, mã là 1348 nha. Chị Thanh Trúc em chốt 1348 cho chị nè, 179k. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? Lên đơn hàng liền luôn dùm em nha, ngay bây giờ em chịu hàng, 1348 chốt giá 179. Ở đây nguyên một dàn nút ngọc xịn sò luôn, ren kim size nha cả nhà, hàng bao chất lượng luôn. Rồi có chị nào mình lấy mẫu này đặt liền nha, 1348 chốt 179, 1348 chốt sale giá 179k. Còn chị nào mình ưng mẫu này nữa không? Nhanh tay nào cả nhà, lên đơn sớm giùm em nhé, ngay bây giờ em chịu hàng nè. Ok chị Lily em chốt 1348 cho chị nè, 179. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ đặt sớm giùm em nhé, ngay bây giờ nè, để em chịu hàng chữa size 1348 và kèm số điện thoại cho em nha. Chị Thịnh Lê ok em chốt 1348 cho chị. Chị Như Quỳnh ok em lên đơn hàng cho chị luôn. Rồi xong chưa cả nhà ơi, chia sẻ like giúp em nè, trên tường nhà nè, và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em liền nha. Rồi ok là chị Mây Trang em lên đơn nha, DA1348 chốt giá 179k, 1348 chốt giá 179k mẫu đầm này. Chị Kiều Nga em chốt 1348 cho chị nè, 179k mẫu đầm này. Rồi nhanh tay nha cả nhà, chị Thương Hà chốt 1348 luôn, chị Bé Đào chốt 1348 luôn, 179k màu đỏ đậm nha, da trắng hay là da ngâm mình mặc đều được hết trơn á, rất là thoải mái luôn, 179k mẫu đầm này. Còn chị nào mình ưng ý thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em, ngay bây giờ em chịu hàng nè, 179k. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền luôn giùm em nha, ngay bây giờ em chịu hàng. Mẫu em tiếp theo em lên cho mình đây, đợi em vài giây nè. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt hàng sớm giùm em nha. Mẫu đầm tiếp theo xả nhanh cho cả nhà mình đây, đầm sơ mi nha các chị. Em lên cho mình mẫu đầm này nè, à đầm cổ vest nha các chị. Xả hàng giá rẻ luôn, hàng bao chất luôn nha các chị, nhưng mà hôm nay em xả hàng giá rẻ cho các chị. Chị nào mà mình ưng mẫu nào đặt liền. Đây là DA1366 nha cả nhà. Rồi, với mẫu đầm 1366 này em sẽ có cho mình là 4 size MLXL với lại 2X. Rồi em chốt ngày hôm nay 149.000 luôn nha, 149.000 đồng mẫu đầm này. Mã mình cứ ghi cho em là 1366 và kèm số điện thoại, 149.000 mẫu này. Em có đủ size luôn, MLXL với 2X. Rồi em xả hàng luôn. Cái này nha các chị ơi, em sẽ có cho mình là 1366 hồng,
149k mẫu này. Ai lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn nha. 149.000 cổ vest nè, form lên form chuẩn luôn. Rồi, chia sẻ like dùm em nha và mình đặt liền. Cái này nó có một cái sợi dây rồi nè, các chị mình có thể cột dây vô. Eo tới đâu thì mình cột tới đó vô các chị nha, hoặc là thật ra cái đầm này không cần cột dây nó cũng đã đẹp rồi. 1366 chốt đơn luôn trên like, giá là 149.000 đồng mẫu này. Đó, các chị nhìn trên cái form đẹp xuất sắc chưa? Phía đằng sau là dây khóa kéo cho các chị mình luôn. Và các chị trong tầm từ 40kg đến 65kg vừa em chốt ngày hôm nay cho mình là 149.000 đồng. Mã là 1366 nha. Chia sẻ like dùm em luôn trên tường nè, và chia sẻ vào các hội nhóm dùm em. 1366 và kèm số điện thoại cho em nha. Rồi đây các chị ơi, cái dây này là dây rời nè. Các chị thích thì mình cột vô thôi. Thật ra cái đầm này em thấy nó không cột rồi cũng đẹp rồi cả nhà. Còn tùy trường hợp các chị ai thích thì mình cột lại. Đầm này em sale cho mình ngày hôm nay nha, với giá chỉ có là 149.000 đồng thôi. Cột trước cột sau đều được hết. Rồi ở đây em có thêm cho mình cái tông màu da. Màu da là 1365. Màu da là 1365 rồi em cũng chốt luôn 149.000. Hai cái mẫu này đồng giá nha. Chị Mỹ Duyên, ok em lên đơn hàng cho chị ạ. Có 149 thôi. Mà vải này là vải cô tông lạnh. Vải này là đúng xịn đẹp luôn nha cả nhà. Từng cái đường kim mũi chỉ, từng cái nút này em cho mình xem cận cảnh luôn. Rất xịn sò luôn. Mà em sale cho mình ngày hôm nay chỉ có giá là 149 thôi. Nhanh nha cả nhà. 136, hai áo 1365. 1365 và 1366 đúng không chị Trung Hữu ơi? Có gì mình comment lại mã giúp em nha. Cái màu hồng này các chị ghi cho em là 1366. Còn cái màu da này là 1365. Hai cái này đồng giá hết là chỉ còn 159.000 thôi. 1366 hồng, 1365 màu da, 159k. Rồi ok chị Ngọc Lâm em lên đơn 149k mẫu đầm này thôi. Chất bao đẹp luôn nha. Form lên chuẩn và những cái mẫu đầm này nè, các chị mặc đi tiệc, các chị mặc đi làm, các chị mặc đi chơi đều được. Cổ vest thì mình mặc không bao giờ nữa thôi. Dây là dây rồi, thích cột thì cột, không thích thì mình tháo ra được hết nha cả nhà ha. Form này không cột dây nó cũng đã đẹp rồi đó. Rồi đây nè, phía đằng sau nè. Đó, phía đằng sau, phía đằng trước đây. Đầm này em sẽ có cho mình là 4 size luôn, M, L, XL với lại 2X. Chị nào mình ưng mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. 149.000 đồng. Hồng là 1366. Còn cái da này các chị ghi cho em là 1365. Tổng có hai màu đều sale cho mình giá cực rẻ là 149 hết. Chị nào mình lấy mẫu nào thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em nè. Ngay bây giờ luôn để em chịu hàng và chịu size liền trên like cho các chị nha. Chất này bao đẹp luôn các chị ơi. Hồng 1366, da là 1365, đồng giá là 149k nha. Chị Út Cưng em lên đơn hàng, chị Hồng Bích ok em trước đơn hàng cho chị nè. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không? Mình đặt hàng sớm giùm em nè, ngay bây giờ để em chừa hàng và chừa size liền trên like cho cả nhà. Chia sẻ like giúp em luôn nha, trên tường nè, và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em. Đầm này chốt đồng giá là 149.000 đồng, xả hàng giá rẻ luôn. Nhanh nào cả nhà ơi, lên đơn sớm giùm em, ngay lúc này để em chừa hàng cho mình nha. Rồi ok chị Lan Võ nè, 1366 size XL nè. Có chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt hàng sớm giùm em nha. Hàng là bao chuẩn đẹp luôn. Mà giá này là quá rẻ quá sốc 149k. Bây giờ nè các chị ơi, 149.000. Bây giờ mà mình mang mình mua vải đi, nói thiệt luôn mua vải nhiều khi còn chưa đủ tiền mua vải luôn các chị. Mà cái này em may sẵn cho mình một cái mẫu đầm như thế này luôn rồi. Đó, chỉnh chu cho các chị mình luôn rồi. Đẹp từng cái nút này luôn, đẹp từng cái đường kim mũi chỉ luôn. Mà có 149k thôi. Quá rẻ luôn nha cả nhà ơi. Tranh thủ đặt hàng sớm giùm em chịu hàng nha. Ok chị Trung Hữu size XL. Rồi các chị ơi, 1365 màu da và 1366 là màu hồng, đồng giá là 149.000. Có chị nào mình lấy mẫu nào thì cứ lên đơn hàng luôn ngay trong cái line này của em để làm mình được ưu đãi với giá sale nha. Để mình được ưu đãi với giá sale, chị nào mình thích mẫu này thì cứ đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng 149.000 đồng. Dây thì tùy mình, ai thích thì cột thì mình cột, không thì khỏi cột cũng được nha. Đầm này sale giá là 149.000 đồng, xả hàng giá rẻ luôn nha. Chị Diệu Hà ok, chị Linh Linh em chốt đơn hàng cho chị nè. Rồi chị Trúc Thiên em có size nha.
Có hai màu cho mình lựa chọn, chị nào thích màu nào mình lên cho em màu đó nha. 1366 là màu hồng, 1365 là màu da. Hai mẫu này em sale đồng giá cho mình chỉ có là 149.000 đồng. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? À? Mình đặt hàng ngay cho em nào. Để em trừ hàng cho mình nè. À. Nhanh tay nha cả nhà, chị Thanh Trang em chốt đơn hàng cho chị luôn, chị Mỹ Ly ok. Rồi sale luôn trên live giá là 149k. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không? Mình đặt hàng sớm giùm em nè. Ngay bây giờ nha, em trừ hàng. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục nha, em chuyển qua thêm cho mình một cái sản phẩm tiếp theo nè. Đợi em một xíu ha. Chị nào mình ưng mẫu nào thì các chị cứ lên đơn sớm giùm em luôn. Ngay lúc này để em chốt đơn hàng. Chia sẻ giùm em luôn nha, trên tường nè và chia sẻ vào các hội nhóm giùm em luôn. Rồi mẫu tiếp theo nha. Các chị đợi em vài giây nha, em chuyển qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác đây. Nói chung là ngày hôm nay số lượng nó ít lắm nên là chị nào nhanh là sẽ còn, chị nào chậm là mất hàng nha. Em lên đầm sơ mi cho cả nhà mình nè. Đầm tiếp theo 1367 ngày hôm nay em sale luôn nha. Đầm sơ mi hoa nhí rất đẹp luôn. Nay shop đặc biệt sale shop cho nhà mình. Có chị nào ưng mẫu này thì các chị lên đơn liền luôn nè. Đầm này mình ghi cho em là 1367. Rồi ok, 1367 này em có cho mình đủ size. Em sale luôn cho mình ngày hôm nay nha cả nhà. Rồi đợi em xíu nha, em báo giá luôn. Hôm nay giá sốc nha, 1367. Giảm luôn trên like. Các chị ơi lưu ý giúp em nè, với cái giá sale này em ưu đãi đặc biệt duy nhất ngày hôm nay cho các chị mình thôi. Em sẽ không áp dụng bên ngoài đâu nha cả nhà. Nên là chị nào mà mình thích mẫu này rồi thì các chị nhớ mình lên đơn hàng luôn. Ngay bây giờ để em trừ hàng trừ sai nè. 1367 chốt luôn, chỉ có là 200. Em sale luôn cho mình nha, 199 luôn, 199.000 mẫu này luôn nha các chị ơi. Rồi chốt luôn với giá 199 thôi. Dạ. Các chị ơi bây giờ nè, cả nhà lưu ý giúp em, trong hôm nay trong cái live này thôi em giảm cho mình là hai, là còn có 199.000 như thế này. Thì chị nào mình thích mẫu này, các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nè, để em trừ hàng cho các chị mình luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, chốt sale luôn trên live giá chỉ có là 199.000 đồng. Đầm em đang mặc mã này là 1367, quá rẻ luôn. Phối thêm nút ngọc cho mình và đầm này em có túi cho mình hai bên. Đằng sau này em có dây khóa kéo cho các chị mình luôn. Đầm này em sale cho mình là 199k, mã mình ghi cho em 1367 nha. Hôm nay giá sốc nha. Và ưu đãi này em dành riêng đúng trong cái bài live này thôi nha cả nhà. Chị nào bỏ lỡ là cực kỳ tiếc. 1367 và kèm số điện thoại cho em 199.000. 199.000 đồng ngay bây giờ các chị đặt là được giảm ngay 100.000 đồng so với giá bình thường luôn rồi đó cả nhà ơi. Bình thường các chị săn sale trên live của em thôi cũng là 299. Bây giờ mình chốt còn có 199 thôi, mình ghi cho em mã này là 1367 và kèm số điện thoại cho em nha. 1367 và kèm số điện thoại sale với giá là 199.000 đồng. Chất bao êm luôn nha cả nhà, và phong lên phong chuẩn cho mình. Đầm này có túi hai bên. Phía đằng sau là sẽ có dây khóa kéo cho các chị mình đây. Chị nào mình ưng mẫu này các chị đặt cho em 1367 và kèm số điện thoại cho em nào. 199.000 đồng mẫu đầm này ạ. 199.000 đồng đầm em đang mặc, nhanh tay nha cả nhà lên đơn liền nha. Đầm có túi hai bên và vải này nó có co giãn cho mình nên là khi các chị mặc nó rất là thoải mái luôn. Ưng ý mẫu này thì các chị lên đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ nè. DA13 DA13 1367 và kèm số điện thoại cho em luôn. Rồi, DA1367 và kèm số điện thoại cho em. Giá ngày hôm nay em chốt sale luôn trên live này cho cả nhà mình với giá chỉ còn có là 199. 199k 1368 còn luôn chị ơi. À, còn đó chị Phúc Nguyễn mình cứ đặt đi, nãy em có like rồi. Cái 1368 này nè.
Đây, đầm này em cũng đang sale đồng giá với mẫu này luôn là 199k. Rồi, có màu hồng không em? Mẫu này không có màu hồng chị, cái này em có đúng một màu à. Rồi đây các chị 1368 là mẫu này cũng 199. Và em đang mặc đây là 1367 cũng là 199.000 nha. Đó, chị nào mình ưng mẫu nào thì các chị lên đơn. Đầm này nó có túi hai bên và vải này là vải lụa mango, các chị mặc êm mềm và mặc rất là mát luôn. Hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình, chỉ có giá là 199.000 đồng. Chị nào mà mình lấy mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em nè. Ngay bây giờ để em chừa hàng chừa sai nha. Cái này nó có túi cho mình nè. Phía đằng sau là có dây khóa kéo cho các chị mình đây. Và từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Ngày hôm nay em sale luôn 199.000. 199.000, chị nào mình ưng đặt hàng sớm giùm em nè. Rồi có chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em luôn DA1367 và kèm số điện thoại cho em luôn. Chốt đơn liền luôn giùm em nè. Ngay bây giờ em chịu hàng 1367 nè. Vải mềm nè, chất mát nè, êm nè và có co giãn luôn. Đó các chị ơi, cái chất này mình mặc không hề bị nhăn nhầu luôn nha. Em sale hôm nay cho mình với giá chỉ có là 199 là chị nào mình ưng đặt liền luôn giùm em. Chị Mỹ Phụng, ok em chốt đơn hàng cho chị 1367. Chị Tiên Thúy 1367 em chốt sale nè 199.000 đồng mẫu đầm này. Các chị ơi, chưa bao giờ mà em báo giá rẻ như ngày hôm nay luôn cả nhà. Cái đầm này nè các chị, có 199 thôi, các chị nhanh đi. Chứ rồi bây giờ mà đã tắt like rồi là em tăng giá rồi nha cả nhà. Chị nào mà mình ưng mẫu này thì các chị lên đơn cho em là 1367 và kèm số điện thoại nè. 199.000 đồng mẫu đầm này. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc. Có chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nha cả nhà. Lên đơn hàng sớm giùm em luôn. Ngay bây giờ em chịu hàng nào, vải này mặc mát cực kỳ luôn các chị. Chưa bao giờ rẻ như ngày hôm nay thì tội chi mình không xanh. Bây giờ mà tắt like rồi mình hỏi lại mẫu đầm này mấy bạn báo 299 mất tiêu rồi cả nhà. Mình đặt bây giờ mình được chốt còn có 199 nè. 1367 chốt cho chị Nguyễn Ngọc Anh nè, sale giá 199k. Chị Hồng Thư 1367 chốt sale 199k. Chị Mỹ Lan 1367 chốt 199k. Còn chị nào mình lấy mẫu này đặt sớm giùm em. Ngay bây giờ để mình chưa hàng chưa sai nha cả nhà ơi, chất bao đẹp luôn các chị ạ. Có túi hai bên, vải lụa mango mặc êm mềm và mặc mát luôn. Chị Linh Linh em chốt cho chị 1367 nè. 199k đầm em đang mặc trên người. Rồi chị nào mình lấy mẫu đầm này thì các chị đặt hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ để em chừa hàng chừa sai 1367 và kèm số điện thoại nha cả nhà ơi. Quá rẻ luôn các chị ơi, 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Nhanh tay nha cả nhà, lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nè. 1367 ok nè chị Katarina Phạm nè, em chốt cho chị luôn, cho em xem số điện thoại chị nha. Và em đang mặc có size, có 4 size chị Nguyễn Sinh ơi, size M, size L và size XL. Và size 2X luôn, 4 size cho mình lựa chọn luôn nha. Các chị cứ đặt đi cho em chiều cao cân nặng, cho em số đo, nhớ cho em số đo bằng eo. Bây giờ mình mua đầm mình kỹ xíu cả nhà ơi, đo sẵn dùm em số đo đi. Tại vì á, số ký hay chiều cao thì nó chỉ mang tính chất tương đối thôi. Và tùy vào cái form người, mỗi dáng khác nhau nữa. Nên là mình đo dùm em số đo để mấy bạn sẽ chọn size chính xác cho mình hơn nha cả nhà nha. Đó, số đo vòng eo, số đo vòng 1, số đo vòng 3. Rồi cho em vòng bụng luôn càng tốt. Nói chung là càng đầy đủ thông tin càng tốt để mấy bạn tư vấn cho mình. Nhưng mà quan trọng nhất nhớ phải cho em số đo vòng eo nha cả nhà. Rồi đầm em đang mặc là 1367, em sale cho mình ngày hôm nay là 199.000 đồng. Chị nào mình lấy mẫu này đặt liền luôn, giá em sẽ có hiệu lực duy nhất trên live, không áp dụng bên ngoài. Bắt đầu tiếp tục nhận đơn. 1367 chị Mỹ Phụng chốt. 1367 chị Lily chốt. 199k thôi. 1367 cho chị Hoàng Tin chốt sale luôn 199. Còn ai lấy mẫu này nữa không ạ? Lên đơn hàng cho em luôn nè. Ngay bây giờ để em chừa hàng chừa sai 1367 và kèm cho em số điện thoại nào cả nhà ơi. Quá rẻ luôn nha. Từ 40kg đến 65kg là vừa. Chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em chừa hàng. Tím hả chị, nãy em có like rồi chị ơi. Bây giờ em cầm nhanh cho mình nha, tại vì cái hàng này lẻ sai rồi. Đây là 1250, em đang xả hàng còn 199.000. Còn 3 size cuối cùng, size L, XL với 2X. Size L, XL với 2X chốt giá là 199.000 đồng mẫu đầm này. Có chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em DA1250 nha. 1250 em chốt sale cho mình luôn, chỉ còn có giá là 199.000 đồng mẫu đầm này. Rồi cố gắng lên 179.000 đồng 1250 nè. Size L, XL với lại 2X nha. Size L, XL, 2X đầm có túi hai bên cho các chị mình luôn nha. Đó, 179.000. Rồi đầm em đang mặc sơ mi vải lụa mango chất bao đẹp cho mình, sale có 199 thôi. Bình thường mình mua mẫu này là 299. Trong line này mình chốt còn có 199.000, giảm ngay 100.000 đồng, cơ hội chỉ có một. Bây giờ hết cái chương trình sale này, các chị mua là giá đã là 299 rồi nha.
Thì tội tình gì chi mà các chị đợi hết like mình đặt đúng cả nhà. Nếu đã ưng rồi thì các chị lên đơn hàng ngay bây giờ, mấy bạn chốt sale cho mình giá rẻ luôn. DA1367 và kèm số điện thoại luôn nè. 1367 và kèm số điện thoại cho em nào. Em giảm ngay trên like cho cả nhà, chỉ có là 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đồng này. Chị nào lấy mẫu này thì cứ đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này để em chừa hàng chừa size. 1367 và kèm số điện thoại cho em nha. Chị Ánh Huyền em chúc 1367 nè. Chị Thu Hà 1367 nè, 199.000 đồng nè. Chị Nguyễn Trúc em chúc 1367 cho chị nào, 199.000 đồng. Còn chị nào mình lấy mẫu này đủ không ạ? À? Mình đặt hàng sớm giùm em nào, ngay bây giờ em chừa hàng nha. Giá siêu yêu thương cho các chị luôn, 199k. Chỉ có ngày hôm nay thôi nha cả nhà nha. Một tí mà chị Lan Võ, một tí mình ghi là mã 1250 nha. Một tí mình ghi cho em mã là 1250 và kèm số điện thoại cho em nha. Đầm đấy em còn 3 size đó các chị. Size L, XL với 2X, chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em đây nè. Tí này là 1250 nè cả nhà. Rồi em còn cho mình size L, XL với 2X chốt giá 179.000. 179.000 nha. Chị nào mình lấy mẫu nào đặt liền. Quá rẻ luôn các chị, ngày hôm nay em sale hàng loạt luôn á. Có cái gì là em sale cái nấy hết cho các chị mình luôn. Và chị nào mình thích mẫu nào cứ đặt hàng liền luôn giùm em, ngay bây giờ em chịu hàng nha. Đầm em đang mặc 1367 xong chưa cả nhà, em dành cho mình thêm 30 giây cuối cùng để chốt được em đầm này giá 199. Còn lại là ngưng nha cả nhà ơi, còn lại là ngưng, em coi mẫu khác nha. 1367 sale 199k. 1367 em sale cho mình giá là 199k. Còn chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nè, 30 giây nữa em qua mẫu khác rồi. 1250 chị Lan Võ em chốt đơn hàng cho chị nè. Rồi còn chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em nha. 1367 cho chị Khánh Đào luôn nè, sale với giá là 199k. 1367 cho chị Ngọc Thu sale giá 199k. Lưu giúp em giá sale này khi các chị đặt ngay bây giờ mới có giá 199 nha cả nhà. Còn lại các chị ơi, hết chương trình rồi mình hỏi lại là mấy bạn báo là 299 rồi, là nó tăng lên 100.000 đồng rồi nha cả nhà. Nên là em khuyến khích các chị mình theo dõi, cố gắng mình bấm thông báo phát trực tiếp để khi nào mà live stream mình vào mình săn sale luôn. Thì những cái giá mà trên cái bài live của em sẽ được ưu đãi hơn rất là nhiều so với bình thường luôn nha. 1367 em sale cho mình là 199.000 đồng. Có chị nào mình lấy mẫu này thì cứ đặt liền cho em nào. Chị Ngô Chí 1367 nè, 199 là form chuẩn đẹp luôn nha. Em cũng gần cháy hàng mẫu này rồi chứ còn nhiều. Chị nào mình thích thì mình cứ lên đơn hàng ngay bây giờ. 1367 và kèm số điện thoại nè, 199.000 mẫu đầm này. Rồi ok chị Kim xin fan em chúc 1367. 1367 cho chị Vũ Nguyệt. L90 không vừa rồi, tiếc quá chị ơi. Mẫu này tầm E80-82 trở xuống vừa thôi chị ha. Đơn hàng hôm nay chị nào từ 600.000 trở lên sẽ được tặng kèm quà tặng là quà cái dây chuyền này và được miễn ship nè. Đơn 600.000 trở lên sẽ được tặng quà là dây chuyền và miễn ship toàn quốc nha. Cố gắng hôm nay mình gộp đơn nha cả nhà ha. Rồi bây giờ đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt cho em 1367 và kèm số điện thoại 199.000. 199.000 đồng mẫu đầm này. Chị nào mình lấy đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chuyển hàng chuyển sang, đặt 1367 kèm số điện thoại cho em. Rồi ok chị Nguyễn Châu em chúc 1367 cho chị. Chị Đăng Huy em chúc 1367 cho chị. 199.000 đồng. Có chị nào mình lấy mẫu này thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em nào, ngay bây giờ em chuyển hàng. Rồi ok chị Mỹ Linh em chúc 1367 rồi, chuẩn bị em qua mẫu khác nè. Còn chị nào mình lấy mẫu này nữa không ạ? À? Lên đơn hàng ngay bây giờ cho em nha. DA1367 và kèm số điện thoại cho em luôn. Chốt với giá chỉ có là 199.000 đồng. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền cho em nào. Ngay bây giờ em chịu hàng nha. 1367 kèm số điện thoại 199. Tiếp tục nha, em qua thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Đợi em một chút xíu nha. Chị nào mình lấy mẫu nào thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em. Ngay bây giờ em chịu hàng nè. Rồi tiếp tục em có cho mình một cái mẫu đầm mà cổ vét nha. Hôm nay mẫu này shop sale luôn. DA1397. Đây các chị ơi, màu cam gạch mã sản phẩm 1397. Đầm này em lên chương trình sale luôn nha. 1397. Hôm nay một cái giá rẻ hơn mọi hôm sẽ rất là nhiều luôn rồi nè các chị ơi. 390 sale còn 249.000 đồng thôi nha. Đầm em đang mặc, chị nào lấy đặt cho em luôn. Rồi sale giá yêu thương. 1397 sale giá 249.000 đồng mẫu đầm này. Màu cam gạch nha cả nhà, phối với một dàn nút từ trên xuống dưới cho mình nè. Phía đằng sau là sẽ có dây khóa kéo cho các chị mình luôn. Và em đang có cho mình là 4 size để cho các chị mình lựa chọn nha. M, L, XL với lại 2X. Chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em nào. DA1397 và kèm số điện thoại.
Chốt ngày hôm nay là 249.000 đồng. 1367 chốt cho chị Duyên Thu luôn nè. Rồi đầm em đang mặc thì là 1397. 1397 sale giá là 249.000 đồng một đầm này. 249.000 đồng một đầm em đang mặc trên người nha. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Rồi tiếp tục nhận đơn nha. 1397 cho chị Kim Trần. 1397 cho chị Phan Hằng, em lên đơn hàng cho chị luôn. Giá sale là 249.000. 249.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nè. Chị nào mình ưng mẫu này thì các chị cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay lúc này để em chịu hàng chị size. Mã đây là DA1397 nha cả nhà ơi. Form chuẩn đẹp luôn. Cái màu cam gạch này các chị mặc rất là trắng da. Em có 4 size cho mình lựa chọn luôn, ML, XL với lại 2X. Chị nào mình lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em nè. Ngay bây giờ nha, để em trừ hàng và trừ size liền trên nào cho các chị. Mã này là 1397 nha cả nhà ơi. Chị Ngọc Tú ok, có size chị ơi. 4 size luôn, ML, XL với lại là 2X nè. Thì các chị trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình ưng mẫu này thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em ngay lúc này để em trừ hàng trừ size. Mã này là 1397 nha. Chốt giá là 249.000 đồng. Trời ơi, 309.000, 390.000 một cái đầm mà bây giờ em sale còn có 249.000 thôi. Có 249.000 đồng kiếm đâu ra giá rẻ bằng đây cả nhà ơi. Hàng là hàng bao chất lượng luôn. Vải cô tông lạnh nè, cái vải này lên form nè, rất là chuẩn form và mặc cực kỳ mát và êm. Chị Phạm Hải ok, chị Trần Hằng ok, em có size chị nha. Rồi chị Nguyễn My em lên đơn hàng cho chị luôn. Mã này là 1397, em chốt sale là 249.000 đồng. Rồi nhanh tay luôn nha cả nhà, phía sau là có dây khóa kéo cho các chị mình nè. Em có 4 size để cho mình lựa chọn nha. 4 size để cho mình lựa chọn luôn, ML, XL với lại 2X. Chị nào mình lấy mẫu này đặt hàng sớm giùm em. DA1397 và kèm số điện thoại cho em luôn. 1397 và kèm số điện thoại sale luôn trên la là 249.000 đồng mẫu này. Ok, chị Nguyễn Ly em chốt đơn hàng cho chị Hồng Trang em chốt đơn hàng cho chị là 1397 nè. 1397 sale giá 249. 1397 sale giá 249k mẫu đầm này. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn sớm giùm em ngay lúc này để em trừ hàng trừ size nha. Chất này đúng đẹp luôn cả nhà ơi. Có nguyên một dàn nút từ trên xuống dưới cho các chị mình luôn. Có túi này là túi thiệt cho các chị mình nha. Mã này là 1397. Có chị nào ưng ý đặt hàng cho em luôn, ngay bây giờ em trừ hàng nè. Rồi chị Thanh Trang em chốt 1397 cho chị nè. 249.000 đồng mẫu đầm này. 249.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ưng ý mẫu này thì các chị lên đơn sớm giùm em ngay bây giờ em trừ hàng. Chị Nguyễn Châu ok em chốt 1397. Chị nào mình lấy đặt sớm giùm em nha. Ngay lúc này để em trừ hàng trừ size. Mã này là 1397 nè. Và kèm số điện thoại cho em luôn, ngay bây giờ em trừ hàng. Rồi ok nè, chị Ngọc Mim chốt đơn hàng nè. Chị Nguyễn Tuyết em có size chị ơi. Đầm này em có 4 size ML, XL với 2X luôn. Và sale với giá chị có là 249. Đầm này em không có màu đen, em chỉ có màu cam gạch này thôi nha cả nhà. Một màu duy nhất, không có màu khác. 1397 sale 249k luôn. Còn chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay ạ. 1397 cho chị Ngọc Tiên có size ạ. Rồi sale 249.000 mẫu này. 249.000 đồng mẫu đầm này nha cả nhà. Ưng mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em nè, ngay bây giờ em trừ hàng nè. Rồi chị Cẩm Nhi em chốt đơn hàng cho chị luôn. Chị Thanh Hồng em chốt 1397 cho chị luôn. 249.000 đồng. 249.000 đồng mẫu đầm này. Ưng ý mẫu này thì các chị cứ chốt đơn hàng cho em luôn ngay bây giờ. Là mã số sản phẩm nè. Và kèm cho em số điện thoại nè, để em trừ hàng và trừ size liền trên like cho cả nhà mình luôn. Rồi xong chưa cả nhà ơi. Chốt sale liền trên like này cho em này là chỉ có 249 thôi nha. Giá đặc biệt luôn. Giá đặc biệt luôn nha cả nhà. Có chị nào mình lấy mẫu này đặt cho em luôn nè. DA1397 nè. Rồi ok nè, chị Thanh Thanh em lên đơn hàng cho chị 1397. Với giá gốc mẫu đầm này là 390.000 mà các chị đặt bây giờ được chốt có 249k. Bây giờ mà xa xôi chạy đến shop em mua cũng không được giá này luôn. Em sale là em sale đúng trong ngay lúc này thôi nha. Chị nào ưng thì mình cứ lên đơn liền, còn lại là em ngưng hết rồi. Chị Hồng An ok em chốt 1397 cho chị nè. Chị Mỹ Tuyết em chốt 1397 nè. 249k, trời cái form rất là đẹp luôn nha cả nhà ơi. Mặc đi làm nè, mặc đi tiệc nè, mặc đi chơi đều ok hết. 249 thôi. Chị nào mình lấy mẫu này thì cứ comment cho em luôn ngay bây giờ nè, để em chưa hàng chưa sai. 1397 nha cả nhà. Rồi ok nè, chị Duyên Thu em cảm ơn chị đã cho em thông tin nè. Đó chị nào mình nè,
À, nếu mà mình đã mua hàng shop em rồi là hệ thống bên em đã có lưu thông tin của mình rồi. Chị nào chưa bao giờ đặt hàng thì mình cứ để lại rồi địa chỉ cho em nè ha. Địa chỉ thì mình cứ nhắn vào phần tin nhắn là được rồi cả nhà ơi. Chị Liên Uyên em chốt cho chị 1397 sale giá 249k. Có chị nào mình lấy mẫu này đặt sớm giùm em. 1397 sale giá 249.000 đồng, form là lên form chuẩn cho các chị mình luôn. 40 kg đến 65 kg là vừa nha. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nè. Có chị nào mình ưng mẫu nào thì cứ đặt hàng sử dụng em ngay lúc này em chịu hàng nha. Rồi đây em lên cho mình một cái mẫu đầm này, cổ vét nè, sọc caro nè, xuất sắc luôn. Nay shop sale cho nhà mình luôn nha. Đây 1382 này cả nhà ơi. 199.000 luôn. 199.000 đồng mẫu này thôi nha cả nhà. Các chị thấy rẻ chưa? Một cái mẫu đầm cực kỳ đẹp luôn nha. Đây là DA1382. Sọc caro cam 199k. Rồi, chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em chịu hàng. 199k mẫu đầm này thôi nè cả nhà. Rồi ưng ý mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em, ngay bây giờ em chịu hàng, mã này là 1382. Cái này em có hồng nữa. Hồng là 1381. Hai cái mẫu này đồng giá luôn, 199.000. Quá rẻ luôn nha cả nhà ơi, có 199 thôi, chị nào thích thì mình lên đơn liền. Form cổ vest nè và túi cho mình túi thịt luôn. Đựng vừa điện thoại luôn, cái túi này nó cũng sâu nha cả nhà. Rồi đầm này em chốt luôn cho mình nè, 199.000 đồng, có hai màu cho mình lựa chọn luôn. Sọc màu hồng á là 1381 và sọc màu cam là 1382. Hồng là 1381, cam là 1382, em sale cho mình là giá là 199.000 đồng, đồng giá luôn nha. Rồi chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em ngay bây giờ em chịu hàng. 199k mẫu đầm này. Rồi 1381 màu hồng. 199k. 4 size nha cả nhà ơi, các chị cứ lên đơn đi, em chốt đơn hàng cho các chị. 199k luôn. Rồi chia sẻ like giùm em luôn nha, trên tường nè và chia sẻ vào các hội nhóm. Đây, cái hồng này là 1381 nè. Bây giờ mà chị nào mình thích mẫu nào thì cứ lên đơn hàng sớm giùm em chịu hàng xem đầm xếp ly hả chị, rồi tí nữa em sẽ lên cho mình xem. Rồi mẫu em đang mặc nha cả nhà, 1382 là màu hồng. Quên, 1382 là sọc cam, 1381 là sọc hồng. Hai mẫu này em đồng giá cho mình là chỉ còn có là 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm này, form lên form chuẩn cho mình luôn nha. Chị Hồng Lựu ok chốt, chị Nguyễn Như ok em chốt đơn. Hai mẫu này đồng giá là 199 nha. Hai mẫu này em sao đồng giá là 199k, giá cực kỳ rẻ. Chị nào mình thích mẫu này thì cứ lên đơn sớm giùm em nè. Ngay bây giờ em chịu hàng 199.000 thôi nha cả nhà ơi. 199.000 đồng mẫu này nha. 1381 là màu hồng, 1382 là một sọc màu cam. Sale 199, chị Bích Vân ok lên đơn hàng cho chị luôn. Có chị nào mình lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em ngay lúc này nè, để em chừa hàng và chừa size liền trên like cho cả nhà. Giá em chốt ngày hôm nay nha, 199.000. 199.000 nha cả nhà. 1381 là màu hồng và 1382 là màu cam. Sale 199k, xả hàng nhanh giá sốc luôn. Xả hàng nhanh giá sốc luôn. Chị nào mình thích mẫu đầm em đang mặc thì cứ comment cho em luôn, ngay bây giờ em chịu hàng nha. 199.000 thôi đó cả nhà. Rồi bây giờ lên xếp ly nè. Em có đầm xếp ly này em sale cho cả nhà mình giá rẻ luôn nha. Ai thích mẫu nào thì các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn, ngay bây giờ để em chịu hàng nè. Rồi đầm tiếp theo. Đầm tiếp theo em có đây là DA1374. Đây nha cả nhà ơi, 1374. Cái đầm này ngày hôm nay shop sẽ lên chương trình sale luôn nè, 199k mẫu này luôn. Đó, các chị thấy không? Đợt này là có cái gì là shop sale cái nấy hết cho các chị mình luôn rồi, không chừa cái mẫu nào hết luôn rồi ha. Đầm này em cũng chốt luôn là 199k thôi nha cả nhà. Thì đây là 1374 nè. 1374 màu đen. Chốt luôn cho mình là 199k. Ai lấy mẫu này thì các chị cứ đặt hàng sớm giùm em, ngay lúc này em chịu hàng luôn 199.000. 1374 màu đen. Chốt đơn luôn 199.000 nha. Phía sau dịp ly nè, ship ly cho mình nè.
phía đằng trước này nó sẽ phối ra hai túi, nhưng mà một túi là túi giả và một bên là túi sẽ là túi thật cho các chị mình luôn. Em có màu da nữa nha, chuẩn bị đến đây nha. Đây rồi các chị ơi, 1375 là màu da, 1374 là màu đen, sale luôn cho mình là giá là 199 199.000 đồng một đầm này. Chị nào lấy ra hàng cho em luôn, ngay bây giờ em chịu hàng nè. Chị gọi là sao không nghe mấy bạn chị ơi, tại vì điện thoại là mấy bạn sẽ gọi điện liên tục ấy, mình cứ nhắn tin cho em đi chị, và kèm số điện thoại sẽ được ưu tiên trả lời nhanh nha. Các chị ơi, cái màu da này các chị ghi cho em là 1375 và cái màu đen này là 1374. Hai mẫu này shop đồng giá luôn cho mình, chỉ còn có là 199.000 đồng thôi nha. 199.000 đồng quá rẻ luôn, mà các chị nhìn cho em là may rất là kỹ và từng sao. May cho mình là các chị từng cái nút này là xịn sò luôn nè, đầu tư cho mình nút xịn như thế này luôn. Rồi rất là đẹp luôn, mà có 199.000 thôi. Túi nè, túi thiệt đựng vừa điện thoại luôn nha. Rồi ai lấy mẫu nào nào thì các chị lên đơn liền. Đầm màu da này là 1375, còn cái màu đen này là 1374, đồng giá là 199.000. Chị nào mình thích mẫu này nào cứ lên đơn cho em. Chị Hoa Anh Đào ok, chị Lưu Lờ ok, em chốt đơn hàng cho chị nha. 199.000 mẫu đầm này, có chị nào mình ưng mẫu này thì cứ lên đơn hàng cho em luôn. Ngay bây giờ nè, phía đằng sau các chị thấy không, nó dập ly cho mình nè. À. Đó, may công phu một cái đầm đẹp như thế này mà có 199 thôi, quá là rẻ luôn nha. Chị nào lấy đặt hàng sớm giùm em, rồi ok chị Thanh Thanh em lên đơn 1397 nha. Rồi 1374 là màu đen và 1375 là màu da, đồng giá là 199.000 nha. Chị nào mình ưng ý mẫu nào thì cứ lên đơn sớm giùm em. Rồi bây giờ em sẽ qua mẫu khác cho mình nha. Rồi tiếp theo mấy chị ơi, em shop mới về cho mình là 3 mẫu đầm von đó chị nha. Về được 3 cái đầm von, đầm nào cũng đẹp hết trơn á. Đây có sẽ tài cho mình luôn. Ủa nó nghiêng nghiêng hả? Hay là như vậy nó mới thấy cái view sao không thẳng? Đúng rồi. Dạ, sao cái điện thoại nó nghiêng? Em nhìn trong hình nó phải thẳng vậy? Kỳ ha. Rồi. Vì nó là góc xéo. Rồi em đang mặc đây là cho các chị xem thêm một em váy này nha. Em có 3 màu cho các chị lận á. Nhưng mà trước tiên là váy màu này trước đi. Này gọi là Galaxy Lan màu ha cả nhà. Rồi size thì 60-62kg lượng về cho em nha. Chị nào muốn mặc suông thì mình có thể tăng size lên luôn là cho nó suông. Còn ai muốn mặc ôm eo như vậy nè thì nhớ đó các bạn, để các bạn chọn size cho nó ôm nha. Rồi sale luôn 249 da giúp em, 1372 1372 kèm số điện thoại. Màu này là Galaxy Lan màu nha cả nhà ơi. Galaxy Lan màu sale với giá tiền là 199.000 nha, áp dụng trực tiếp ở phía trên line này thôi hả. Chị nào mua trên line được chốt giá là 249, còn bình thường các chị mua em đang bán là 350 tại cửa hàng nha. 1372 kèm số điện thoại cho em. Rồi xong, lẽ mất tiêu size 2X rồi mấy chị yêu ơi. Vậy là bây giờ giảm xuống giúp em là còn cỡ tầm 57kg độ về nha. Rồi 55 hoặc là 57kg độ về cho em thôi. Trời ơi lẽ sai nữa rồi. Em chào chị Thảo Nguyên nha. Chị nào thấy like của shop nhớ chấm bài cho em nha các chị. Mình thấy live stream của em rồi, chấm bài cho em nè, chia sẻ like cho em nè nha. Chấm bài để không có bị ẩn thông tin á, rồi không có bị trôi bài nữa. 1372 nha cả nhà. Còn màu khác nữa. Đây ví dụ như cái mẫu này thì em có tới 3 màu luôn. Cái dáng nó sẽ tà hai bên nè mấy chị. Đó, đầm ôm suông nha, chất von sẽ tà và có hai lớp. Ở đây thì em sẽ có là cái đen hoa này ha, màu đen hoa. Rồi ở đây em có là màu xanh, hoa xanh, đen hoa, còn đây là hoa màu xanh. Còn em đang mặc là dạng Galaxy Line màu. Ba màu, màu nào cũng xinh hết. Giờ mình thích màu nào thì mình nói em để bên em chốt đơn luôn. Em mặc là 1372 nè. Rồi thích hoa xanh thì ghi giúp em là em mặc hoa xanh hay là em mặc cái hoa đen sẽ tà nha, để em biết đường em giới thiệu sản phẩm thôi, chứ nhiều đầm lắm. Giờ mà kêu em tự lên thì em cũng không biết là mặc cái mẫu nào cho mấy chị xem trước, cái nào xem sau luôn á. Nên là tranh thủ thích mẫu nào thì nói em nha. Rồi đồng đang mặc trên người đây, mã số 1372. Chị nào lấy lên đơn sớm có chuyên viên nhà em liên lạc tư vấn size cho mình sau. 1372 chúc cho chị Ánh Tuyết nè. Chị Duyên eo chị 80. Trời buồn quá, em vừa hết cái mẫu này size 2X luôn chị yêu ơi. Thôi bây giờ chút níu xíu nữa em mặc cái hoa xanh hoặc là cái hoa màu đen có được không? Hai mẫu đó thì còn á, chứ cái này thì em giờ em giảm xuống còn eo cỡ tầm 76 thôi nha. Đầm em đang mặc hiện tại eo 76 độ về nha. 1372 kèm số điện thoại, giá sale 249.000 đồng. Thôi cái này lẻ một size sẽ qua mẫu khác nha cả nhà ơi. Nhớ kèm theo cho em lượt chia sẻ đó. Ba lần chia sẻ like là nguyên cái live stream này mua cái nào cũng chốt hết nha.
nhớ giúp em chia sẻ 3 lần. Nguyên like này mình ưng mẫu nào mình cứ comment cho em. Một chút xíu nữa sẽ có chuyên viên nhà em liên lạc và tư vấn size cho mình sau. Rồi đây lên cho mấy chị xem thêm một em váy nữa. Một em đuôi cá nè. Một em váy đuôi cá đang sale luôn 150 cho mấy chị đây. Trời ơi, hôm nay sale giá phải nói mấy chị ơi. Toàn là giá, hết hồn không? Rồi, cái này là đuôi cá các chị nha, 1335. 1335, hiện tại em hết size XL, em còn 3 size. Chị nào dưới 65kg thì cứ đặt hàng cho em nha. M, L và 2X, em còn 3 size nha các chị. Đuôi cá dáng xương chữ A cho mình và có hai túi hai bên, dễ thương không? Nay sale là 149 nha. Chào chị Ngọc Hình ạ. Rồi để em ghim cái mã phía dưới nha. Đó rồi. Để em ghim cái mã phía dưới. 1335 cộng số điện thoại cho em nè, sale luôn là 149.000 đồng. 149k nha cả nhà, áp dụng ở trên live nha. Lưu ý giúp em là tất cả cái giá sale này nó chỉ có hiệu lực khi mà xin phát trực tiếp thôi. Tức là em đã phát trực tiếp nha cả nhà ơi. Chứ không thôi là mình mua giá lúc nào nó cũng phải cao hơn xíu hết trơn á. Không có live stream là giá cao hơn nha. Giờ mấy chị qua trực tiếp cửa hàng em mua là cũng 300 mấy rồi. Em đứng đây em giới thiệu nè, có 149 à. Là em đang cần cái lượng tương tác của khách thôi. Sale đổi lấy tương tác nha. 149.000 đồng. Dạ có size từ 40-65kg. Tại vì bây giờ em chưa có biết là khách cao nhiêu nè, rồi eo nhiêu nè, thì em sẽ chưa có chọn size cho mình được ha. Trước mắt bây giờ các chị cần giúp em là cái mã số vô, cái số điện thoại vô cái đã. Rồi chút xíu nữa bên em sẽ gọi tới cho mình bổ sung giúp em là chiều cao, cân nặng, số đo eo gì đó, để các bạn chốt đơn luôn. 1335 đuôi cá chữ A nha. 1335, dễ thương không cả nhà. Sale luôn là 149 á. Rẻ quá nè. Cảm ơn chị Mai Thảo. Thiệt luôn á, bình thường 300 cái, bây giờ giảm 50% giá luôn rồi. Mà mấy chị mất có khoảng 2 phút để giới thiệu, à để chia sẻ thôi. Nhiều 2 phút là nhiều chứ nhiều khi có 1 phút mà. Chia sẻ có 3 lượt thôi là hết có 1 phút thôi của mình, chứ đâu có mất tiền gì đâu. Mà còn được giảm giá đồng nữa. Chị Kẹo Bông, chúc cho chị 1335 size L nha shop. Ok chị yêu nha. 1335 sale còn 149.000 đồng. Rồi ở phía sau em cũng có chân xương xương mấy mẫu á. Thì mình có muốn coi cái màu nào không? Có muốn coi cái màu nào phía sau không? Thì em giới thiệu nè, kim tuyến body nè. Đó, kim tuyến body cũng có nha. Nói chung là nhiều kiểu đẹp lắm cả nhà ơi. Đừng quên là chia sẻ like cho em 3 lần để em chốt đơn nha. Hoa hồng đỏ này cũng dễ thương nè. Đây. Rồi, em đang mặc cái này thì hoa này cũng dạng là hoa to đó, nhưng mà form này xung đuôi cá nha. 1335 xe 149.000 đồng. Màu tím hả chị? Cái ren tím phải không? Cái ren tím hay là cái von tím cụ dền? Nếu mà chị hỏi cái ren tím hình như em lẻ size rồi sao á. Ren tím, ren tím em còn có 3 size hả? Mà XL với 2X có 3-4 cái à. Gần hết mất tiêu rồi. Rồi để chút xíu em mặc cho mình coi sau nha. Để giờ nó gần hết rồi. Em canh, em tranh thủ em lên cái nào full size hơn chút. Rồi xíu nữa đi em mặc cái tím cho chị coi. À, chị mới nhận 2 đồng, mẫu nào cũng xinh. Dạ cảm ơn chị Phạm Khang nha. 1335 nha cả nhà, chỉ có trên like thôi. Giờ mấy chị không mua cái này, like khác vẫn có thể mua được. Nhưng mà chưa chắc là giá 150 nha. Với lại cũng chưa chắc là còn cái size vừa của mình. Giờ em đang sale nè, có 3 size M, L với lại 2X luôn. Mà giảm còn có 149k thôi. 149.000 đồng thôi. Chị nào lấy thì lên đơn cho shop. Mã số là 1335. Rồi cận cảnh như vậy mấy chị xem đã thấy được hết cái vẻ đẹp của đầm chưa? Ở ngoài nhận hàng các chị còn mê hơn nữa đó. Thiệt, bảo đảm luôn. Bao giá toàn quốc luôn. Cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha cả nhà. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại giúp em. Chị Ruby 1335. Chị Mỹ Duyên gộp đơn size L. Có M, L và 2X em còn 3 size nha. M, L và 2X em còn 3 size các chị yêu nha. Sale luôn là 149.000 đồng nè. Rồi tiếp tục em sẽ qua mẫu khác nha. Chị Trang Hậu hai cái 74-75. À, một cặp hai màu luôn đúng không chị? Cái màu da với cái màu đen, cổ trắng, tay dài. Ok. Rồi bây giờ em chuẩn bị coi mẫu rồi nè. Chị nào ưng mẫu của em thì phải đặt sớm nha. Có 149 hà. Giá này chị chốt ở trên like. Tắt like em không nhận đơn nữa. Tắt like cái chị mua là 300 giúp em nha. Giờ em chốt nó là 100...
149 á. Giờ 149 với chị Hâm tranh thủ hồi nó về 300 là ráng chịu nha. Rồi tiếp theo bây giờ em sẽ qua cho mình xem thêm một em váy khác nữa nha cả nhà. Đừng quên là kèm theo lượt chia sẻ nha. Chị Thơm Hoàng chốt 1335 size M cho chị nha. Chị chị ở địa chỉ cũ. Rồi ok chị yêu. Địa chỉ cũ thì dễ rồi, cứ vậy em ship qua cho mình ha. Mẫu đang mặc là 1335 nha các chị, đuôi cá chữ A chất lụa. Túi hai bên nè. Đó, túi hai bên nè, rồi khóa thì đằng sau lưng nè. Em lỡ kéo khóa xuống mất tiêu rồi. Chuẩn bị em qua mẫu rồi nha. Các chị chỉ còn cỡ tầm 1 phút nữa thôi, à 30 giây nữa thôi là em sẽ qua mẫu rồi nha. Đang đứng đây giới thiệu 150. Chút mình đặt là nó về lại là 300 á. 1335 cho chị Ngô Trí nè, 1335 cho chị Tường Vi nè. Rồi, nhiều khi tên các chị nhảy lên mà em ví dụ mà chưa thấy em đọc là mấy chị comment lại lần nữa nha. Em sợ nó bị ẩn á. Dạo này nó hay bị ẩn á, mấy chị ẩn comment á, thành ra là các chị nhớ phải đặt cho em ví dụ như là phải tương tác tốt bằng cách là chấm bài. Lâu lâu các chị chấm bài cho em cái đó, hoặc là các chị thả một cái dấu like trong cái bài livestream của em nè, like ở ngoài nha, like cái bài này nè mấy chị, chứ mình đừng có thả tim ở trong này mà mình bấm like cái bài livestream á ở phía ngoài á đó. Rồi bây giờ em cho em sang một cái em váy khác nha. Đầm em mặc thì sale chỉ có 149.000 đồng thôi. Tiếp theo là một em váy suông. Một em đầm suông chữ A, mẫu này là chị nào dưới 65kg cũng có hàng luôn. Full size từ 40-65kg mặc vừa nè. Đợi em xíu nha. Rồi đây là 1379. Mẫu này dễ thương quá trời này mấy chị. 1379 nè, em còn cho cái chị là 3 size nhưng khoan nghe 3 size mà buồn nha. Cái váy này là nó tới 65kg được luôn ha. Chị nào size 65 hoặc là bình thường mình mặc 2X á thì mình cứ đặt cho em cái này size XL là vừa nha. Tại vì khách em đã mua rồi và đã mặc vừa rồi. Nên là cái chị cứ yên tâm, em đo cái size XL nó tới eo 87 lận. Chị nào eo dưới 84 á mình cứ đặt cho em XL là ok. Rồi em chào chị Nguyễn Văn nha. Đây là 1379 nha cả nhà. 1379 hiện tại đang sale với giá tiền là 199k. 1379 em đang sale là 199.000 đồng luôn. Size từ 40-65kg nha. Đây chị nào em dưới 84 thì cứ đặt hàng cho shop với chị yêu nha. Đợi em xíu em sẽ ghim cái. Ủa kì vậy, ao rồi mà sao nó còn nhảy lên đây. Rồi em mặc là 1379 các chị yêu nha. Em sẽ ghim cái cách đặt hàng ở phía dưới, cái mã phía dưới cho mấy chị đặt. 1379 cộng số điện thoại nha. 1379 cộng số điện thoại. Sale luôn là 199.000 đồng nha cả nhà. Đồng này cái dáng của nó là suông chữ A, các chị thấy không? Em đứng xa xa mấy chị coi ha. Cái form của nó là form suông chữ A. Và đây là trong bộ sưu tập mới. Chuyến này em về một nửa đồng dài, một nửa đồng ngắn. Ngắn nè, cái này là form ngắn nè mấy chị. Em cao 1m6 tròn luôn. Thì nó vừa chấm hơi trên gối chút xíu. Nói chung thì dài hay ngắn nó cũng tùy theo cái form dáng của khách nữa nha. Cái đầm này nè, dài hay ngắn mà nó còn tùy theo cái form dáng của khách nữa. Chứ không phải là ai mặc cũng ngắn hay là ai mặc cũng dài nha mấy chị. Mình nhắm chừng giúp em đi. Nè em đang mặc nè, mình nhắm chừng cho em nha. Chị nào 1m6 mặc như em luôn. Còn chị nào 1m65 thì ngắn hơn xíu. Chị nào 1m4, 1m5 thì vẫn dài bình thường chứ không sao. Đây cái size XL nè, em đo rồi, eo 86 luôn nhưng mà trừ hao. Eo dưới 84 là cái chị mặc sẽ đẹp, sale luôn là 199. Rồi 1379 kèm số điện thoại cho em. Mã nha, mã là 1379. Còn cái giá tiền á là 199k. Size từ 40-65kg vừa nha. Giờ cái chị ưng thì cứ đặt dây shop là 1379. Nhưng mà chị nào size lớn á, cỡ 6 mấy kg mình đặt XL nha. Riêng cái đồng này, tại vì nó hết 2X rồi. Giờ mấy chị mà ghi cho chị 2X là bên em, các bạn nhân viên kiểm tra hệ thống không có, các bạn sẽ báo là chị ơi không có hàng, rồi không chút đơn luôn. Nên là chị nào mà size eo 84 hay là 82 hay là 6 mấy kg, 60, 62, 63 gì đó, bình thường mà 2X thì hôm nay mẫu này đặt xuống XL sẽ vừa nha. Xuống XL mẫu này sẽ vừa. Mấy chị nhìn nó to cỡ này cơ mà. Đây XL nè mà nó to vậy đó. Sale luôn là 199.000 đồng thôi. 1379 kèm số điện thoại giúp em. 1379
Em ghim phía dưới chữ ta rồi, ghim rồi nè. Hoa nhí trên xào hả chị? Hoa nhí trên xào. Chị muốn coi cái nhí này là nhí sơ mi ha. Em này là hoa nhí sơ mi, còn em bên này là hoa nhí bẹt vai. Chị muốn coi cái nào? Hai cái hoa nhí đằng sau em chưng lận, chị ưng sơ mi hoa nhí hay là bẹt vai hoa nhí để giúp em giới thiệu luôn. Còn này là form suông. Form suông chữ A 199.000 đồng. Chị Đặng Thu chốt đơn 1379. Vậy chị 60 mặc XL luôn hả em? Đúng rồi chị. Cái váy này chị nào mà bình thường mặc XL thì cứ đặt như đó giờ mình hay mua. Rồi ai mặc 2X thì cũng xuống XL đặt luôn. Đặc biệt form chữ A này mấy chị có nó rộng rãi thế này cơ mà, mặc siêu thoải mái luôn ha. Caro đen trắng là 1379 nha. 199.000 đồng chốt cho chị Thanh Trà mẫu của em luôn. Chị Tuyết Phương 1379 nè. Khóa đằng sau lưng chị, đai khóa phía sau lưng, tay lỡ, có zip ly cho mình cái phần trên đây rất là dễ thương. 1379 nha cả nhà ơi. Sale luôn là 199k. Nhớ là đặt khi mà shop còn đang phát trực tiếp nha. Còn chút nữa mà em tắt rồi, mấy chị thấy mà xin shop đã phát trực tiếp chứ không phải là đang nữa, thì coi như là tất cả cái sản phẩm này mình mua giá nó bị đôn lên là 100, 200 tùy mẫu á. Em này tắt like về 300, khách không chia sẻ bên em cũng chốt 300 luôn. Giờ chia sẻ có 3 lần thôi, giảm xuống còn có 199 nè, ghê chưa. Lượt chia sẻ của chị rất là lợi hại luôn á. Chia sẻ có 3 lượt là đồng loạt mấy cái sản phẩm này em đều sale hết. 199.000 đồng nha. Chị Mai Tuyền cho chị size M 1379 rồi, ok chốt đơn. Chị Hoài Ti ơi, thiếu mã số chị ơi. Mình đừng đặt là cho chị mẫu này mẫu kia hay là hoa này hoa nọ. Mình comment như vậy thì các bạn bên em sẽ chưa có chốt đơn được nha. Tại hiện tại mấy chị cũng biết hơn 1.300 mã rồi. Cái lô chuẩn bị về đó, cái đợt hàng sau về nha là lên 1.400 rồi. Đó, bây giờ không có mã là em bó tay luôn. Chị Sa Phạm chốt 1379 nè. Rồi ok, còn ai không? Xe 199.000 đồng duy nhất trong like cái chị nha, trong like mới tính giá này. Tắt like cái chị mua giá nó cao hơn. Đây là cái vấn đề muôn thuở luôn. Nhiều khách em á trong like không đặt, cứ toàn tắt like đặt cái không được chút sale mấy chị yêu ơi. Nhớ đặt trong like nha, mới có giá 199. 199k em đang mặc nha, 1379 kèm số điện thoại. Rồi chuẩn bị em qua mẫu khác nha. Xe 199.000 đồng, size 40-65kg là mặc vừa. Chị My Trần có đơn nè, chị ngôi sao may mắn trước 1379 nè. Rồi còn chị nào nữa không? Nhớ là kèm theo chia sẻ nha. Em chào chị Lan Nguyễn nè. Đó, mấy chị thấy chị Lan Nguyễn tương tác với shop bằng cách chấm bài không? Mấy chị cũng chấm bài giống như vậy cho em, để like mình nó không có bị trôi, hoặc là cái comment mình nó không có bị ẩn ha. Nhớ chia sẻ cho em nữa nha. 1379 kèm số điện thoại. Rồi bây giờ em chuyển mẫu khác được chưa ạ? Mình muốn em mặc cái nào tiếp theo đây? Chị Nga Nguyễn ơi, em thấy chị ghi là hoa nhí. Không biết chị thích cái sơ mi này hay là cái hoa nhí bẹt vai này đây, chị thích kiểu nào? Không, chưa thấy chị trả lời nữa, thôi em mặc thử cái sơ mi nha. Nãy giờ trên mặc cái sơ mi chưa ta? Tại vì em mới vô cho nên em cũng không biết là trên mặc cái sơ mi này chưa. Sơ mi này có mặc chưa? Giờ nãy giờ em giờ mới vô nè, em đâu biết là nãy giờ trên mặt cái nào rồi trời. Rồi, giờ muốn coi cái nào đi. Thôi bây giờ coi như mình lại làm lại từ đầu ha. Muốn coi cái nào mình nói em nha, chứ em cũng chưa biết cái nào rồi, cái nào chưa luôn á. Rồi chào chị Diệu Hà nha. Chị hình như đầm đẹp, chị mới nhận hàng. Như giới thiệu, không khác gì cả, shop rất uy tín. Em cảm ơn chị yêu nhiều nha. Đây, mẫu này thì em đang sale với giá tiền là 199 nè. Bao kiểm tra mấy chị khỏi lo luôn. Mua hàng nhà em là được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền luôn á. Nhà giao tới nơi là chưa có cầm tiền của khách là cho khách kiểm tra rồi. 1379 kèm số điện thoại cho em. Rồi bây giờ em qua cái sơ mi nha. Chị Nga Nguyễn, chị coi cái bẹt vai hả? Coi cái bẹt vai. Đây, cái bẹt vai này đúng không? Bẹt vai này thì có 3 size nè, 60kg độ về nha. Hết 2X mất tiêu rồi. À khoan, để em kiểm tra cái đã. Nhiều khi mới lai sáng cái giờ nó hết hàng cái nào nữa chắc buồn lắm luôn á. 1386. À còn 3 size hơn quá. 1386 này còn 3 size. Rồi bây giờ qua mẫu nha. Mẫu đang mặc đây là 1379 nha cả nhà. 1379. Đầm suông chữ A nha. Sale còn 199.000 đồng. Rồi, cái mẫu này nha, các chị mặc hai kiểu nè. Cái em hoa nhí đuôi cá này là mình có thể mặc thành bẹt vai cũng được. Hoặc là chị nào mình thích kín đáo thì mình mặc thành cổ thuyền như thế này thôi. Đây, cái váy này muốn hở là nó hở, mà muốn kín là nó kín mấy chị nha. Đây, em này là có thể mặc thành cổ thuyền như thế này nè.
Đó, hơi hơi thiền thiền như vậy thôi là đã được rồi nè. Rồi còn chị nào muốn hở hơn, thích quyến rũ hơn xíu, sexy hơn xíu, hoặc là những chị nào kiểu như mình thích trẻ trung á, thì mình có thể mặc thành bệt vai ha, rớt vai xuống cũng được. Rồi bây giờ em mặc trước kiểu này là cổ thiền trước nha. Rồi đây là 1386 ạ, em mặc 1386. Và cái váy này là nó có hai màu luôn đó mấy chị nha. Em này là hai màu, em sẽ trưng cái màu còn lại ở phía sau luôn. Tại vì hai màu là hai cái mã số khác nhau, thành ra là em sẽ mặc riêng nha. Ủa đâu mất tiêu rồi ta? Giờ em chưa thấy luôn rồi, chút xíu nữa đi. Chút xíu em thấy giới thiệu cho mình. Thôi bây giờ trước tiên là cái em hoa này đã nha. Đây em này hoa nhí đi mấy chị. Đầm này gọi là bệt vai. Một em váy bệt vai, nhưng mà cái chị nào không thích hở thì mặc thành cổ thuyền như em đây ha. Hoa hồng xanh rêu, hoa hồng xanh rêu. À cái mẫu đó nó còn size bé rồi chị Nhung Hoàng ơi. Chị bao nhiêu ký ạ? Cái đầm xanh rêu này nè, em còn size cỡ tầm 52kg độ về thôi, 50-52kg độ lại. Size lớn em hết mất tiêu rồi. Nếu mà chị dưới 52 thì vừa nha, còn trên 52 thì có gì mình xem mẫu khác giúp em nha. Rồi váy này dưới 60kg. Mẫu của em, mẫu của em là dưới 60kg mặc vừa. 1386, 1386. Đợi em xíu. Đầm đang mặc là 1386 các chị yêu nha. Rồi cộng thêm số điện thoại vô nha các chị nhớ đặt. Ủa, trời hết hồi em tưởng nó rớt mạng rồi chứ. 1386 kèm số điện thoại cho em có 3 size nè, hết mất 1 size rồi. Nay chị nào mà còn đắn đo suy nghĩ là em tình hình em thấy chắc nó cũng muốn lẻ thêm size nữa rồi đó. 249.000 đồng cho em nha. 1386 cộng số điện thoại xem còn 249k. Cái kiểu này em may là đuôi cá. Ở phía dưới mấy chị thấy cái đuôi cá của em không? Đứng xa xa như vậy mới thấy nè. Đó, ở phía dưới em may đuôi cá là dạng vạt xéo nha. Đằng trước nó xéo bên này, đằng sau nó xéo ngược lại nha mấy chị. Đó, siêu đẹp luôn. Trời ơi, 249.000 đồng thôi. 249k nha cả nhà. Mẫu của em là 1386 các chị nha. Đây là cổ thuyền. Rồi bây giờ chị nào thích hở hở hơn xíu, sexy hơn chút thì mình mặc thành bệt vai như vậy cho em. Cổ áo là có nhúng thun và cái phần tay áo này cũng có nhúng thun luôn. 249.000 đồng. Chị Hương Nguyễn cho chị đồng này 46kg. Ok có. Dưới 60 là em có hàng. Chị nào trên 60 thì mẫu này em hết rồi nha. Nhưng mà chị nào dưới 60 thì em có hàng. Sale luôn 249k. Đầm bên shop đẹp, giá rẻ quá trời nè. Dạ em cảm ơn chị Phi Tuyết ạ. 1386 các chị yêu nha. Đây là bệt vai. Còn chị nào mình không thích hở thì mình đó mặc thành cổ thuyền như vậy nè. Mẫu này các chị mặc hai kiểu lận. Nói chung cái đầm này có 249 à, mà mình đa dạng tới mấy kiểu mặc luôn thì em thấy cái giá nó quá rẻ luôn đó mấy chị yêu ơi. Cái chất này là chất cách thái nha. Tay lỡ nhúng thun, rồi cổ áo cũng có nhúng thun luôn. Chị Thuận Võ chốt 1386 nè. 249k nha chị Ngọc Nguyên ơi, 249.000 đồng. Đầm em mặc 249.000 đồng. Đầm đó dài bao nhiêu em? Em mặc hả? Em mặc hay là cái này cái xanh kia ta? Nếu mà các em đang mặc thì mấy chị nhắm chừng nha. Ở đây là em cao 1m6 tròn luôn, nên là mấy chị dễ trừ hao ra lắm. Em mặc đầm nhiều mấy chị khách dễ trừ lắm. Đây em cao 1m6 là mẫu này nó sẽ vừa phủ gối của em luôn. Cái phía dài bên này là tới bắp chân rồi nè. Đó tại nó may xéo xéo ha, nên là sẽ có cái bên dài bên ngắn nha. Còn những mẫu khác mấy chị thấy em mặc mà trên gối là cũng dễ luôn. Đó cứ 1m6 em mặc nhiêu đó. Mình 1m5 mình dài hơn, hay mình 1m65 thì mình ngắn hơn. Đó nhớ chữ hao nha. Chị Lily 1386 nè, 53 ok có hàng. Chị Lê Vũ 1386 nè, L71 hả chị, size L cho em chuyển trang nha, cũng có đơn luôn. 249k 3 size nha các chị. Cái này 2X em hết rồi đó. Chị Nhung Hoàng 49kg. Chị Nhung Hoàng nãy chị hỏi cái gì ta, tại vì comment nó nhảy nhanh quá em không có nhớ hết được luôn á. Đầm sọc giá bao nhiêu, sọc nào ta? Sọc hả chị? Rồi sau cái này em lên cái sọc nha. Sau mẫu này lên đầm sọc, sọc này có 150 à? Cái sọc này đang sale có 150 à chị ơi, nhưng mà giờ chưa tính, khi nào em mặc lên thì mới tính sale được nha. Rồi đợi em xíu. Hay là cái sọc suông vừa rồi, cái ô mà đen trắng vừa rồi em mặc á thì 200, đầm đó là dạng chữ A. Rồi chị Thu Trần lấy 1386 nè. Còn chị nào không? 1386 mẫu
hậu của em chị Thanh Nga chút size L nè. Ok, 249 cho em nhầm, 249.000 đồng nha cả nhà ơi. 60kg đổ về cho em là vừa nha. Mẫu đang mặc là 60kg đổ lại, sale còn 249k. Màu xanh có 52kg không shop? Màu xanh, màu xanh, xanh này có nè chị. Nếu mà các chị hỏi cái xanh rêu phía sau của em thì nó chỉ còn size bé thôi, cho nên là bây giờ em chưa có mặc được nha, chút nữa nha, tại nó có hai size à. Giờ em sẽ mặc mẫu nào ít ra phải được 3 size nha, tại vì hiện tại thì các chị cũng thấy số lượng khách đang đông thì em chưa có lên mấy cái lẻ size được xíu nữa nha. Hẹn các chị một chút xíu nữa ha, thì em sẽ mặc mấy cái lẻ size sau. Còn bây giờ mình sẽ lên đầm nào ít nhất phải 3 size hoặc 4 size nha. Rồi đầm này sale 249, chị Kim Cúc lấy 1386 bệt vai hoặc cổ thuyền. Đây, mặc bệt vai cũng được nha cả nhà, mặc bệt vai cũng xinh nè. Đó, hoặc là các chị mặc thành cổ thiền như vừa rồi ha. Chị Lan Anh chúc 1386 nè. Đơn hôm qua là khi nào nhận được vậy em? Đơn hôm qua, nếu mà chị đặt đơn hôm qua thì sáng hôm nay em đã giao đi rồi. Thành phố chắc có thể chiều nay chị nhận luôn. Hoặc là dưới tỉnh thì cỡ 2-3 hôm nữa chị yêu nha. 1386 cho chị Phạm Nga nè. Rồi sale luôn 249.000 đồng. Còn chị nào không? Chuẩn bị em qua mẫu nha. Đầm em mặc co 3 phút mấy, 4 phút là em qua cái khác mất tiêu rồi đó. Giờ mà chị nào suy nghĩ lâu quá là em chuyển mẫu nha. 249.000 đồng, đây là bệt vai. Còn ai không thích hở thì mặc thành cổ thuyền như thế này. Đó, kiểu nào cũng đẹp hết trơn á. Cái tay lỡ thì có những thun nữa nè, xinh chưa? 249.000 đồng thôi nha các chị yêu ơi. Chị nào nhận hàng của shop rồi, các chị nhớ quay lại review sản phẩm cho em với nha. Tại nhiều chị khách mới chưa có mua, cứ sợ là giao tới rồi không có được như quảng cáo không hả? Ai mua rồi quay lại review cho em xíu nha. 1386 em đang mặc nè, 249k. Tại cửa hàng em đang bán mẫu này cũng là 350, nhưng mà trên live thì ưu ái lắm, trên live lúc nào cũng xem ít nhất cũng phải được à, rẻ hơn tại shop cũng phải được 50.000 đồng, hoặc là có cái rẻ 100.000, có cái rẻ tới 200.000 đồng luôn. Đây, bây giờ em sẽ qua một cái cổ vest caro cho mấy chị xem ha. Đầm này của em thì may kiểu là thuyền nè, cổ thuyền nè, hoặc là bệt vai như thế này, nói chung mặc được hai kiểu. Rồi bây giờ em sẽ qua một cái cổ vest cho mấy chị coi nha. Rồi em chào chị Trúc Nhiên nè, chị 52kg nha shop. Ok chị vừa nha. Cái hoa nhí đuôi cá của em là 60kg độ về nha. Hoa nhí đuôi cá của em là 60kg độ về. Nói chung chị nào dưới 60 đuôi cá này chị sẽ mặc vừa nha. Rồi lên thêm một em váy nữa là em cổ vest caro xám. Mẫu này thì yên tâm các chị ơi, nó có co giãn nè, vừa full size mà vừa có co giãn nữa. Đây, mẫu này là vừa full size mà vừa có co giãn nữa mấy chị nha. Trời ơi mà giá mấy chị biết không, em đang giảm ở trên live này nè, chia sẻ 3 lần em chốt luôn 150 luôn á. Đầm caro xám này em may cổ vest mấy chị coi đẹp không, mà chia sẻ rồi em sale có 150 rồi cả nhà ơi, 149.000 đồng luôn. Mã là 1376 nha. Rồi, mã số là 1376 các chị yêu nha. Em đang sale là 149.000 đồng cho mấy chị luôn nè. Size thì em có full size nha, 40-65 thậm chí 67 luôn. Ngoài 65kg ra thì 67 các chị mặc cũng được luôn á. Tại vì cái chất của nó có co giãn nè, mấy chị thấy không? Đây, chất poly có co giãn ha. 1376 nha cả nhà. 1376 là vải caro xám em đang mặc nha. Rồi, sale luôn là 149.000 đồng. Đầm em mặc là một lớp nha chị Thanh Nguyễn ơi. Em mặc thì là một lớp à, 1376 chuyển mã rồi nè. Em ghim cái mã khác phía dưới nha. Giờ em mặc cái nào á thì em sẽ có ghi cái mã phía cuối, em ghim ở phía dưới phần bình luận mấy chị thấy không? Đó thì mấy chị sẽ dễ. Ôi trời. Thì mấy chị sẽ dễ đặt hàng hơn ha. Ví dụ như mấy chị khách mới chưa biết mã nào thì em có ghim ở phía dưới cái mã cũng như là cái cách đặt hàng luôn. Nhưng mà nhớ là kèm theo lượt chia sẻ nha. Rồi đây 149k nè, 1376. Trời ơi báo giá mà buồn luôn đó mấy chị ơi. Vét nha, đầm cổ vét, đi làm hay đi chơi gì cũng dễ thương hết trơn á. Đây co giãn nè,
đó, to giãn cho mình nữa nè. Mà giá thì có 149.000 đồng thôi, 149k luôn. Chị Ngọc Sương, đồng này đẹp, chị mua rồi nè, dạ cảm ơn chị yêu ạ. À, rồi chị Trúc Linh cho chị 1376 có đơn luôn. 1376 mẫu này là một lớp nha cả nhà, một lớp. Cái này là cái túi thiệt nha. Đây, đựng điện thoại vô tư luôn. 1376 kèm số điện thoại cho em. Ủa? Đuôi cá là 1386 nha chị Kim Anh, 56 là sai rồi. 56 là khẩu khác, 56 là cái này nè. 56 nó cũng là đuôi cá nhưng mà nó là cái đuôi cá kim tuyến mới này nè chị yêu ơi. Coi chừng nhầm mã nha. Đây, đây mới là 56. 56 là cái đuôi cá ánh kim này nè, đi tiệc này nè chị. Còn hồi nãy em mặc hoa nhí là 86 chị nha. Nếu mà đúng cái hoa nhí thì mình ghi lại giúp em là 86 nó mới đúng. Ủa sao nó mờ mờ vậy ta? Các chị kiểm tra cho em coi nó có bị rớt mạng không nha cả nhà. Rồi em mặc đây là 13. Em mặc đây là 1376 nha. Còn cổ vest caro xám của em thì mã là 1376 và em đang sale cũng chỉ có 149. Quên, bình thường mỗi trước bán 199k này quên. Hôm nay sale có 149.000 đồng, rẻ quá không nhớ giá luôn á. 149k mẫu của em, size thì full nha. Full size, thậm chí là nó còn rộng hơn mấy cái đầm bình thường nữa. Mẫu này 67kg mặc được luôn. Đây, chất poly có co giãn nha các chị. Đó, 67kg độ về cho em luôn. Chị Nhã Thanh chúc 1376 nè. Chị 54 mặc váy caro em vừa không? Chúc chị một cái vừa. Vừa chị yêu ơi, cho em xin cái số điện thoại nha. Cho em số điện thoại. Hay là ở trên có đặt rồi, trên có đặt thêm gộp đơn nha. À, hôm nay đơn 600 em tặng kèm cái sợi dây chuyền này nè mấy chị. Đơn hàng ngày hôm nay các chị ơi, mặc dù là mình đã săn sale rất là rẻ rồi nhưng mà shop vẫn có quà tặng đi kèm nha. Tổng đơn 600.000 đồng các chị mình sẽ được miễn ship nè. Với đơn hàng các chị nào mua cán mốc 600 trở lên rồi thì em sẽ miễn ship và có tặng kèm một cái sợi thắt lưng. À, cái này không phải, cái này là dây chuyền nhưng mà các chị có thể đeo nó thành thắt lưng cũng được luôn. Đây, tặng kèm sợi dây chuyền đá đó các chị nha, đẹp lắm luôn á. Ở trên live thấy nó không có được chiếu ở ngoài, nhìn dễ thương lắm mấy chị. Đây sẽ là quà tặng 600.000 đồng là tặng kèm cái sợi dây chuyền này nữa nha. Vừa được miễn ship vừa có quà luôn. Quên, nãy giờ quên mất cái sợi dây chuyền này. Rồi, còn em đang mặc đây thì sale 149. Mặc dù là đã sale đầm rồi nhưng mà các chị cứ mua đi ha. Mình cứ mua hàng sale gộp 600 em cũng miễn ship, chứ không chỉ riêng đầm mới nha. Muốn mua cái nào thì mua, cứ cộng hóa đơn 600 là miễn ship và tặng quà nha các chị. 1376 em đang mặc nha. 200. À, trời, quên, 149, trời ơi mấy chị ơi. Thấy em báo giá có lộn, em có quên, nhớ nhắc em lại nha. Chị Trúc Linh 86 nè, ok. Rồi, chị Hoa Tuấn váy màu, à, váy màu cụ dền, đây đúng không, tím cụ dền. Rồi, cái màu tím cụ dền này là váy von nha, đây. Ok, đợi em xíu nha, sau cái này đi. Rồi, đầm vest của em đây là 149k xong chưa ạ? Mẫu em mặc đây là 149.000 đồng. Size từ 40 cho tới là 67kg luôn ha. 40 tới 65 hoặc là 67kg mặc vừa luôn. Chị Trinh Trần cho chị đầm em mang 63kg. Ok, có hàng. Rồi, 1376 chị ơi. Chị Tiếp Mai, chị chia sẻ like cho shop chưa ạ? Tại vì đơn hàng nào mà chưa có chia sẻ là bên em không có chút đơn á. Thì không, chị nói là chưa thấy nhân viên chốt thì không biết là mình có chia sẻ like chưa. Các chị kiểm tra giúp em đơn hàng của mình nãy giờ mình đã đặt hoặc là mình đang đặt hàng ở đây có thiếu mã không, có thiếu số điện thoại không, hay là có thiếu cái lượt chia sẻ không. Thiếu mấy cái này là không có được tính đơn nha, là không có hợp lệ nha. Rồi, chị Phạm Thi lấy 1376 nè, 149 cho chị nè. 149.000 đồng, size từ 40 tới 65 hoặc là 67kg giúp em nha. 40 tới 65, 67kg mặc vừa. Chị nào lấy thì lên đơn cho shop 1376 kèm số điện thoại. Size em có là 4 size nha, chưa kể có co giãn nữa. Size thì có full size nha, chưa kể có co giãn. Mấy chị cứ yên tâm đặt hàng cho em nha. 1376 kèm số điện thoại nha cả nhà. 1376. Rồi em chuyển mẫu khác nha. Đầm đang mặc sale cho mình là 149.000 đồng nè. Cổ vest nha cả nhà ơi, cổ vest này là 149k nha. Rồi ok, bây giờ em sẽ lên cái màu củ dền cho chị xem thử nha. Màu củ dền này là vải von. Cái màu này gọi là màu tím củ dền á. Có mấy chị là xem qua like cái nó ra màu đỏ nè. Có chị thì thấy nó là màu tím nè. Đó, cái màu này nó hơi là hồng hồng tím tím củ dền nha cả nhà. Đây là 1354.
Em váy này nè mấy chị, không biết trên live mấy chị xem như thế nào nha, nhưng mà khách, đa số khách mà đến trực tiếp shop á là mấy chị khoái cái màu này lắm. Ở ngoài thì nó dễ thương á, nên là đa số khách mà ghé trực tiếp shop mua là hầu hết mấy chị đều có mua một cái váy này. Rất là đẹp, mấy chị khách trung niên ai cũng khen kêu là nó hợp với mấy chị, màu nó không có tươi quá, dễ mặc ha. Rồi đây màu tím của Dền nha. Mấy chị nào trẻ trẻ mặc cái màu này nó cũng rất là lạ luôn, không phải kiểu như xến đâu nha. Màu rất là lạ mấy chị. Tây sale luôn là 200 như ta. Qua để em xíu, để em xíu em kiểm tra cái đã. 1354. Rồi 1354. Rồi 299. 299.000 đồng các chị yêu nha. 1354 cộng số điện thoại. 1354 cộng số điện thoại, em đang sale mẫu này là 299k. Size em có cho các chị luôn, 40 cho tới 60, 62 đi. Hôm trước em thấy có chị khách bảo em cái này mặc nó hơi ôm. Eo chỉ bao nhiêu ta? Eo chỉ 83 hay ta, em quên rồi. Còn eo 81 độ về nha, trừ hao. Trừ hao các chị ơi, eo 80, 81 độ về cho em là ok đẹp nha. Rồi sale luôn, 299k. Đầm von màu tím của Dền, dễ thương quá trời ha. Sale có 299, mẫu mới tinh luôn mấy chị yêu. Mẫu mới tinh của nhà em luôn. 65kg, 63kg đi, 62kg đi. Trời ơi, rít dự hào rít. 62kg độ về cho em nha. À, cái này nó bẹt vai giống cái hồi nãy nè. Rồi, mặc tới cái xanh rêu nha. Đây, giờ mặc cái xanh rêu là được rồi nè. Rồi, em mặc đây là màu tím của Dền, là sale 299 nha. Đầm von, tay lỡ nhúng thun. Eo thì có đính vài viên đá lấp lánh nè. Chị Ngọc Sơn, chị eo 72 size nào? Size L cho em đi, 72 size L. Đầm này eo 81 độ bề cho em là chắc chắn mặc sẽ vừa ha, vừa thoải mái luôn á. 82 chắc là vừa hit luôn đó mấy chị. Sale còn 299k, 1354. 1354 kèm số điện thoại, von hoa nhí màu của Dền, khóa đằng sau lưng. Đây, cái tay có nhúng thun nè các chị. Tay có nhúng thun nha. Rồi, đầm em mặc chị đạt 52kg vừa không? À, vừa chị yêu nha. Mẫu này em có 4 size lận. Tại vì bây giờ em chưa biết chiều cao với số đo eo thì em chưa có trả lời là chị mặc size nào. Nhưng mà chắc chắn là vừa, size L hoặc là XL gì đó thôi nha. Chút nữa thì chuyên viên nhà em sẽ gọi tới và tư vấn size sau nha. Rồi 1354 cho chị Minh Khang nè. 1354 cho chị Tống Duyên nè. Cho chị đầm này size M nha shop, địa chỉ cũ, chị mặc size M vừa. Rồi ok chị yêu luôn. Sale còn 299.000 đồng. 1354 von xòe hoa nhí nè. Màu này nó hơi tím tím hồng hồng, chứ nó không phải hồng không, cũng không phải tím không nha. Nhiều khách nhà em qua shop là mê đồng này lắm đó. Chị nào trên live mình chưa biết cái màu này, chứ qua shop em là ai cũng thích hết trơn á. 299k, tay lỡ nhúng thun, eo đính đá cho mình nè. Ở trong thì có lót nha. Đồng này là đồng von hai lớp nha các chị, có lót ở bên trong. Giá sale hôm nay là 299, size từ 40 tới 62kg. Chị Trung Trương lấy 1354 cho chị mẫu này nha em. Lúc nãy chị có đặt một đơn hàng, gộp đơn cho chị nhé. À ok, đơn của mình vừa đặt đây thì chắc chắn là em gộp đơn nha. Đơn bắt đầu bây giờ là mấy giờ rồi ta? Rồi, lúc nãy cỡ tầm mà đầu giờ chiều, cỡ tầm 2 giờ các chị nha, 2 giờ đi. Tính từ 2 giờ trở về đến chiều đến tối luôn á, thì bên em sẽ gộp đơn một lần và sáng hôm sau em sẽ giao hàng nha. Giờ mấy chị đặt là ngày mai 8 giờ em sẽ bàn giao cho bên vận chuyển luôn, là lúc đó các chị là không gộp đơn được nữa. Còn đơn sáng hôm nay các chị có xem live sáng của em á, thì trưa nay 1 giờ mấy em đã đi hàng cho mình rồi nha. Có đơn chiều nay thì bây giờ các chị gộp được nè. Sale còn 299k, đầm màu tím của Giang nha. 1354 kèm số điện thoại. Rồi em qua lại cái màu xanh rêu. Lúc nãy có chị khách hỏi cái xanh rêu em còn size nhỏ mấy chị nhớ không? Rồi bây giờ em lên cho mấy chị xem. Cái xanh rêu này thì em còn size M thôi, size M với size L thôi. Mà form của nó hơi bé rồi, thành ra là chị nào dưới 50 hoặc là 52kg thì vừa. Đây, xanh rêu này của em là 50-52kg độ về nha. Thà các chị mặc nó hơi hơi rộng rộng như em nè. Đó, em mặc hơi hơi rộng rộng như vậy là đang mặc size L nè, thì nó sẽ hơi rộng. Nhưng em mà xuống size M là em mặc nó bị chật. Đó, nên là thà các chị mặc hơi rộng giống như em, mình có thể chiết eo lại hoặc là đeo thắt lưng vô nó sẽ vừa nha. Chứ cái váy này mà các chị không tăng size á là mặc nó chật á. Em mặc size M là em kéo khóa không được luôn á, form hơi bé nha. Này, cái này em có nói trước nè. Đây,
may size M này mấy chị. Em 50kg, em mặc size M là không vừa luôn. Nó khá là chật nha cả nhà. Nên là trừ hao tăng size giúp em. Thì em đang mặc đây là size L. Size L thì cỡ 52kg đổ về. Eo này tầm 72. Size L theo 72 đổ lại. Còn size M thì chắc eo được tầm 65 đi cho nó thoải mái. 64-65 cho em là size M nha. Sale luôn 100. Như 140 hay là 130 nè, đợi em xíu. 1360 rẻ lắm, dưới 150 hả. 1360 rồi, 149. 149 k các chị yêu nha. 1360 kèm số điện thoại em đang mặc. 1360 cái này nó chỉ còn có size bé thôi các chị yêu nha. 149.000 đồng luôn, dưới 52kg mặc vừa cho em, bao đẹp. Khách em hôm nay vẫn muốn mua cái đầm này nhưng mà tiếc là mấy chị khách mua size lớn không có hàng. Giờ em chỉ còn size nhỏ thôi. Em còn size dưới 52kg nè. Màu đen hả chị? Màu đen giống cái em mới mặc hay sao? Giống em mới mặc là cái hoa nhí tay nhúng thun hay sao chị? Tại vì chị comment có màu đen không, không biết chị hỏi là cái mẫu này hay cái mẫu trước hay là cái kiểu nào. Mình ghi cái kiểu ra giúp em luôn nha. Còn cái này là tay loe đó, chỉ có một màu thôi. Tay loe nha, biết bao nhiêu cái đầm bên em hiện tại. Xung quanh em còn rất là nhiều đầm nữa, nhưng mà cũng không có cái nào tay loe nha, chỉ có mỗi cái này thôi. Duy nhất một em màu xanh rêu đây là có tay loe. Size 50-52kg độ về cho em nha. Còn size M với size L, em L được tới 52 thôi là hết đát rồi. Em mặc là size L nè, nó hơi rộng hơn có một chút xíu mấy chị thấy không. Phòng hơi bé nha, sale luôn là 149k. Chị Nguyễn Lệ chốt 1360 nè, ok nè, 149 đúng rồi, 149.000 đồng. 1360 đập von xòe, hai lớp luôn, cũng là von hai lớp nha. Tay loe nè, khóa đằng sau lưng và có lót ở bên trong nha các chị. 1360 là tay loe. 1360 là von màu xanh rêu tay loe nha. Sale còn 149. 149.000 đồng. Chị nào lấy thì lên đơn giúp em, có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size cho mình nha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà ơi. 40 cho tới 52kg, trên nữa là chật á. 40 cho tới 52kg mặc vừa cho em. Chia sẻ like cho em 3 lần là có đơn. Mấy cái mẫu này nhớ là đây cái đầm em mặc là nhớ tăng size nha. Có những mẫu form nó bé thì các chị nhớ tăng size. Rồi em mặc là 149k nha, 149k. Size từ 40 cho tới 52kg. Chị Trần Hiền lấy size 45kg nè, có nè. Rồi đặt giúp em là 1360 cho chị Trần Hiền. 1360 nha, 149.000 đồng cho em. Nhớ tương tác nha, chia sẻ live stream cho em nha. Trời ơi, rẻ quá luôn á, 149 nè. Đầm đẹp, giá rẻ mà tiếc quá chị mặc size 60kg lận. Trời ơi buồn luôn. Buồn cho chị Thi, chị Hoàng Thi luôn. Cái này em có size 52 là hết rồi. Dưới 52kg là hết mất tiêu rồi. Chị Kim Chi 45kg được nè. Rồi chị Nhung, eo chị là, eo của chị là 70 mặc size nào? Size L nha, size L giúp em. Eo 70 mặc size L cho em là ok. Eo 70 hoặc là 72 là các chị lấy size L cho em nha. 1360 là em váy này nha. 1360 là von tay loe màu xanh rêu nha. Rồi tiếp tục em sẽ qua một cái đầm nhung. Đây chị nào muốn co giãn á thì cái váy này là co giãn nè. Em này là 1357 thì cái chất của nó sẽ có co giãn. Bữa trước là có size tới 70 luôn á. Nay hình như em hết 2X rồi. Nay hình như nó lẻ mất một size rồi. Đây, mẫu này hôm trước là em có size tới 70kg nè. Chị nào size lớn bữa đặt là được rồi. Hôm nay em lẻ size nha. Nay em rồi giảm xuống còn 65 thôi. 1357 cái chị yêu nha. 179.000 đồng. 1357. Em mặc là 1357 đầm nhung hoa xòe. Rồi, đầm nhung hoa xòe hôm nay sale còn 179k. Và hiện tại em còn 3 size nha cả nhà. Em còn 3 size là M, L với lại XL. Nhưng mà được cái thì cái này nó có co giãn ha. Cái váy nhung của em á thì nó có co giãn. Nè, cổ sẵn cho mấy chị nè, tay xếp phồng rất là đẹp. Và cái vải mình nhìn thấy nó có độ ẩm ánh không? Có độ ẩm ánh nhìn rất là xinh luôn. Thì em sale có 179 à. Giá cũ em bán cho mấy chị là 350. Cái váy nhung này nè, giá cũ là 350. Nhưng mà hôm nay em sale cho mình có 179k thôi. 179.000 đồng nha, dài vừa ngang tầm gối. 1357 kèm số điện thoại cho em, mẫu đang mặc.
Em có ghi ở phía dưới á chị Thư Thư ơi, em có ghi mã phía dưới luôn. Nãy giờ em mặc tới cái nào sẽ có ghi ở phía dưới. Nên là nếu cái chị mình có nghe chưa kịp hay là em có thay mẫu rồi, các chị nhìn cái ghim nãy vừa rồi giúp em nha. Rồi đầm này là 1357 nè. Đó, thay mẫu là em cũng thay cái mã phía dưới luôn. 1357 xe 179k, size từ 40-65 nha cả nhà. Bữa trước tới 70 mà mấy chị đặt chậm quá nên nó hết rồi. Hôm nay em còn size dưới 65 thôi. 1357 1357 kèm số điện thoại cho em, size từ 40-65kg. Chị Cúp Lê mẫu này đẹp chị ơi. Rồi em cảm ơn chị Cúp Lê nha. Vải này không có nóng nha mấy chị. Nhiều chị khách nghe mặc nhung là sợ nóng không hả? Không, này là nhung lạnh mấy chị ơi. Em lựa cho mình là nhung lạnh chứ mùa này đâu có may mấy cái chất vải nóng làm gì. Tất cả các sản phẩm bên em nha, kể cả nhung nè, hay là mấy chị thấy cái chất dày dặn một hơn một chút xíu như là poly nè, hay là cotton nha, cotton lạnh nha. Rồi chất KT đợt này em về cũng toàn là chất mát không hạt, như cái này là nhung lạnh, mặt nó còn mát hơn mấy cái chất bình thường luôn á. Khách em mua rồi quay lại còn hỏi có màu khác để mua không là mấy chị biết rồi. 179k cho chị Dương Hằng nè. Rồi chị Công Nguyễn lấy 1357 size L đó luôn, ML và XL nha. Tuy là ML XL 3 size nhưng mà cái chị trừ hao co giãn nữa thì lên 65 luôn. Này nó có thể tăng được 5kg một size. Bữa trước là 70, hôm nay hết 2X rồi, giảm xuống còn 65. Rồi chị Ngọc Thu lấy 1357 nè. Giá cũ 350 chị nha. 179 là em đã sale rồi nha chị. 179k là em đã sale nha. Rồi chị Vũ Huyền lấy 1357 nè, sale luôn 179.000 đồng cho chị luôn. Nhớ kèm theo giúp em là lượt chia sẻ like nha cả nhà. Mình đừng quên lượt chia sẻ nha. Quên chia sẻ là không có chút đơn được á. 1357 kèm số điện thoại, đầm nhung hoa, dáng xòe, mấy cái cổ sắn kiểu này xinh nè. Cái cổ áo này dễ thương, chị nào ví dụ như cổ tròn nhiều quá rồi, sơ mi rồi, cổ chéo rồi thì đang sắp về cái cổ sắn như vậy rất là xinh. Chị Hà Võ chút 1357 nè. Ok, 52kg chị vừa hôm em, vừa 65 đổ về cho em là vừa nha. Mẫu này dưới 65kg các chị cứ đặt cho em đi. Xíu nữa có gì bên em liên lạc tư vấn size sau nha. 1357 kèm số điện thoại cho em ạ. 1357. Em này chất liệu là vải nhung nha các chị, có co giãn nha. Đầm nhung có co giãn luôn, sale còn 179.000 đồng. Chị nào lấy cứ đặt hàng cho shop em. 1357 kèm số điện thoại, sale còn 179k. 179.000 đồng áp dụng cho chị nào xem live trực tiếp nha, đặt trên live giúp em, chia sẻ live stream đặt trên live này em chốt luôn là 179 nha. Nhớ đặt đúng thông tin cho em đó. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha. Từ 40 cho tới 65kg là mặc vừa nha cả nhà ơi. Size nào cũng có nha. À quên, 65kg đổ về cho em nha. Bữa trước là tới 70 á. Rồi chị Khả Hân chốt 1357 nè. Chị Tâm Đoàn, chị 52kg vừa hôm em, vừa luôn chị vừa. Ủa nãy cũng có chị khách hỏi 52 và chị không ta, em quên mất tiêu rồi. Rồi đồng đăng mặt là 1357 nha cả nhà ơi, sale còn 179.000 đồng nha. Chị Hạnh Vũ 1357 nè. Rồi tiếp tục bây giờ sẽ qua một em váy khác nha. Đây, hồi nãy em có mặc cái Von sẽ tà, cái Galaxy á đủ màu thì cái đó nó hết một size đúng không. Đây để em qua cái hoa xanh này coi. Hoa xanh này cũng là sẽ tà nè. Không biết còn 2X không nữa. Đừng nói hết luôn nha là buồn luôn á. Mới về đây có mấy hôm mà sao lẽ sai nhanh dễ sợ. Đây, đầm Von này em may nó sẽ tà hai bên nè cả nhà. Em này là Von mới về nha, nên nó có sẽ tà hai bên cho các chị nè. Đó, rất là xinh ha. Rồi màu xanh, hoa xanh của em đây là mã số 13. Bao nhiêu quên rồi, đợi em xíu nha. Hoa xanh mã số là 1371. Đây, giống em mặc không? Hoa xanh là 1371 nha cả nhà. Hoa xanh là 1371 nha. Cộng số điện thoại vô nếu các chị đặt hàng. Giá hôm nay sẽ là 249k. Rồi size từ 40 cho tới khoảng tầm 60-62kg. Em còn 2 size. 1371 kèm số điện thoại giúp em nha. 1371 kèm số điện thoại giúp em nha cả nhà, sale luôn với giá tiền là 100. Ủa cái comment của mình đâu rồi ta? 1371. Ủa sao hết ghim được rồi? Đơ comment rồi sao á? Để em coi coi, để em xíu nha.
Rồi, đầm em đang mặc đây là 1371 cái chị yêu nha, 1371. Hiện tại đang sale là 249.000 đồng nha. 249k size từ. Rồi ok, cái này còn 2X, trời ơi em tưởng hết. Rồi size dưới 62kg mặc vừa cho em. Hồi nãy có chị khách hỏi em L80 mặc được không thì cái này vừa. Cái hồi nãy em mặc là dạng Galaxy Line màu thì cái mẫu đó hết 2X. Nhưng mà cái này còn nè, hoa xanh này còn nè. Sẽ tà hai bên nha, đầm bon thì sẽ có hai lớp và may sẽ tà nha. Size từ 40 cho tới khoảng tầm là 60-62kg, 40 tới 60-62 nha. Em đang sale luôn là 249k nha các chị yêu hoa xanh. 249k, chị nào thích thì lên đơn giúp shop. Chút nữa có chuyên viên hỗ trợ tư vấn size sau nha. Chị Thủy Tiên, đầm này chị nhận. Đầm này chị mới nhận hàng, đẹp mặt mát sẽ tà nên là di chuyển rất thoải mái. Dạ cảm ơn chị yêu. Đúng rồi, đã biết chị khách hỏi em là sao sẽ luôn cả hai bên vậy em. Đã biết chị biết sao không? Cái này nó không có co giãn, von với chị biết rồi á. Chị nào có đầm von sẽ biết, chất này nó không có co giãn. Thành ra may sẽ tà như vậy, mình đi nó mới thoải mái được nha. Sẽ nó cũng phải ngang cái khớp gối để mình đi nó mới được, chứ không thôi là ôm lắm. Rồi hôm nay giảm giá luôn, 249k cho em, 249k. Rồi 1371 các chị yêu nha, 1371 sale còn 249 nè. Hai màu xanh cho chị Mai Anh, thiếu mã số chị Mai Anh ơi, 1371 giúp em tại vì có tới 3 màu lận nha. Hoa xanh là 1371. Hồi nãy em mặc là cái này, Galaxy đây màu thứ hai đó. Rồi cái hoa màu đen này là màu thứ ba, ba màu luôn, màu nào cũng đẹp hết. Giá thì bằng nhau sẽ là 249, nhưng mà em có tới ba màu cho mấy chị lựa chọn ha. Nền đen hoa nè, rồi Galaxy loan màu nè, rồi cái này là hoa màu xanh nè đó. Ưng màu nào thì cứ nói em nha, một chút nữa sẽ có chuyên viên nhà em liên lạc tới và tư vấn cho mình ha. Được tư vấn sai trước khi giao hàng nha cả nhà. Chị Trang Nguyễn lấy đầm em mặc nè, 1371 ok. Chị Hồng Lan chốt đầm này 54kg chia sẻ like rồi nha. Nhưng mà chưa có mã số chị yêu ơi, 1371 vô nữa mới được nha. 1371 kèm số điện thoại cho em ạ. Sale còn 249.000 đồng. Mã số sản phẩm cộng số điện thoại. Em có ghim cái cách đặt hàng ở phía dưới phần bình luận mấy chị thấy không? Mình đặt giống vậy cho em là ok nha. 249.000 đồng, 1371 kèm số điện thoại cho em nha. Lên đơn cho chị Huỳnh Diệp nè. À cái ren tím chờ nãy giờ, nãy giờ chị chờ ren tím phải không? Ok, em sẽ mặc ren tím cho chị coi. Ren tím, tại hồi nãy em chưa có mặc này, lúc đó là còn view nhiều, mấy chị khách nhiều. Rồi bây giờ là bớt rồi nè, em mặc lẽ size được rồi nè. Đợi em xíu em lên cái ren tím nha. Em mặc là 1371 nha cả nhà. Rồi chị Ngọc Nguyên chúc 1371 nè. Ok, đầm von. Mẫu của em thì không có co giãn nha. Von nè, lụa nè. Bây giờ tới cái ren tím này cũng vậy, là không có co giãn các chị nha. Mấy cái này tính size chuẩn. Nhớ cho em số đo 3 vòng vô nữa nha. Chiều cao cân nặng số đo 3 vòng luôn. Rồi ren tím đây cả nhà ơi, hết size M. Ren tím em còn 3 size là size L, size XL với lại size 2X. Nhưng mà chủ yếu là size L thôi. Chứ XL với 2X em có 3-4 cái nha. XL với 2X em còn có 3-4 cái thôi hà. Là ngưng nha, hết hàng luôn. Sale còn 179k ren tím. Ren tím là 1250, em còn 3 size. Ren tím là 1250 nha cả nhà, em còn 3 size nha. Chị nào vừa thì em chốt nè, 179. Bình thường cái ren này em bán 260 đúng không? Những like khác cái chị mua là 260, nhưng mà like này nó chỉ có 179.000 đồng thôi. Nếu có chị đặt đúng thông tin giúp em ha. Mã là 1250 nha. 1250 kèm số điện thoại cho em nha các chị, 1250. 1250. Rồi sale luôn là 179.000 đồng. 1250 179.000 đồng các chị yêu nha. Size từ 50 cho tới 65kg. 50 tới 65kg mặc vừa. Em chỉ còn cho các chị là 3 size thôi hả? Có 3 size thôi nha, hết size M rồi. Em còn size L nè. XL hình như 3 cái. Rồi XL 4 cái, 2X thì em có 3 cái thôi. Đó, chủ yếu là size L. Size L thì em còn tất cả gần 30 cái lận.
XL 4 cái nè, 2X thì 3 cái là ngưng nha. Rồi em chào chị Hương ạ. 1250 chị Trần Hồng nè, 50-65kg nha. Đầm ren tím, nãy chị nào hỏi em nè, thì em đang sale là 50-65. Đó, ở ngoài nó là màu tím nha. Có mấy cái điện thoại khách xem nó đang màu xanh á, là không phải nha. Ren hoa này là màu tím nha cả nhà. Ren hoa là màu tím, sale với giá tiền 179k. Em có màu đen nữa, nhưng mà hôm nay màu đen thì cái size nó lại không có size lớn như em đâu mà. Màu đen thì em lại còn size nhỏ cơ. Đây, màu đen đây các chị. Màu đen thì em lại còn size nhỏ nha. Đen thì em chỉ có size cỡ tầm 52kg độ về. Đen là 1344. Rồi, màu đen là 1344 các chị yêu nha. Màu đen thì nó có những một đường kim tuyến ở ngay eo nè. Rồi, size 52kg độ về cho em. Tím thì 50-65, nhưng mà đen thì dưới 52 thôi. Đen chỉ còn size nhỏ nha. Giá hôm nay em sẽ bằng nhau cho mấy chị luôn, đều là 179. Ai thích màu đen em có 1344. Đây em cầm mấy chị coi đỡ nha, tại vì form nó cũng giống nhau ha. 1344 là màu đen nha các chị, lên form xòe giống nhau ha. Ren hoa màu đen, eo dẫn đường kim tuyến là 1344, còn size M với size L. Form hơi bé trừ hao, eo dưới 72-73, số ký tầm 52 đổ về. Đó. Rồi em chào chị Quốc Thịnh nha, nãy giờ mới thấy chị nè. Eo 84 vừa chị Quốc Thịnh, cái này nó rộng. Cái 1250 cái ren tím của em thì nó rộng. Đây cái size L em đang mặc là eo nó đã lên được 76 rồi. Cái này nó rộng hơn bình thường một chút xíu. Vừa chị nha, em còn có 3 cái size 2X hả? Chị Quốc Thịnh lấy thôi, em chừa cho mình luôn có 3 cái size 2X thôi. Giá bằng nhau là 179. Đen là 1344 nha, đen là 1344 dưới 52kg, còn tím là 1250 thì 50-65. Đang tím thì size lớn. Đen thì còn size nhỏ, đồng giá 179. Ở trong có lót nha chị. Đây nè, cái phần tay mấy chị coi nè, không có lót là nó sẽ xuyên thấu như vậy. Thấy cái hoa văn nó nổi hơn, đẹp hơn, nhưng mà đồng thời nó sẽ xuyên thấu. Trong đầm thì các chị thấy nó sậm màu hơn không? Là vì đã có lót ở trong á. Màu đen cho chị Mai Thu nè. Rồi, em mặc màu tím là 1250 nha. 1250 là màu tím. Màu đen form nhỏ nha, màu tím thì nó lại rộng. Hai cái nó ngược với nhau. Rồi, chị nào lấy màu tím cứ đặt giúp em là 1250. Còn lấy màu đen thì mã của nó sẽ là 1344 nha. Rồi, ai chưa có màu nào hay là mẫu nào thì cứ đặt hàng cho em nha. Nãy giờ chị nào đã đặt hoặc là đang đặt thì cũng nhớ là kèm theo cho Sáu được chia sẻ đó. Rồi, tiếp tục bây giờ em sẽ qua cho các chị xem thêm một em váy nữa. Lên cái đầm nào đây ta? À, vừa rồi có chị khách hỏi cái sơ mi nhí này nè. Em chưa kịp mặc em quên. Đây, bây giờ lên cái sơ mi hoa nhí. Mẫu này là nó form nó sẽ hơi trên gối chút xíu nha. Chị nào thích đầm ngắn thì cái mẫu này là hợp nè. Em 3m6 mặc là nó hơi trên gối một chút á. Em 3m6 mặc là nó hơi trên gối một xíu nha các chị. Đây độ dài của váy nè, nó hơi chấm trên gối một chút nha. Đây là 1377. Rồi sơ mi hoa nhí 1377. Đài form này cũng trừ hao nha, 1377. Size cỡ tầm 62kg độ về cho em nha, size 62kg độ về. Sale luôn 199. Rồi 199k. Sơ mi lụa nha các chị, sơ mi hoa nhí vải lụa, sale 199.000 đồng. Mã số là 1377 cho em nha. Em chào chị Hoa Tường Vi nè. Rồi eo 80 hả chị? Eo 80 chị Mai Thu, mẫu nào ta? Màu đen. Không vừa chị ơi, màu đen eo 72 là hết đá rồi. Cái màu đen em hết size lớn chị ơi. Eo chị 80 chị chỉ có cái tím này là vừa thôi. Hàng màu đen em rất tiếc là nó hết size của chị rồi. Rồi chị Ngọc Hoa chốt cho chị ren tím. Đây 1250. Cho em xin cái mã với ren tím là 1250 nha. Rồi còn em đang mặc đây là 1377 nè. Sơ mi hoa nhí nè. 1377 là sơ mi hoa nhí nha. Tay này có nhúng xếp ly cho mấy chị nè. Đó rất là dễ thương ha. Phần tay xếp ly, cổ áo sơ mi nè. Rồi tay cũng nhúng xếp ly nè. Khóa đằng sau. Và em này chỉ có một bên túi thôi nha. Mẫu của em là form này là vừa ngang chấm trên ngồi chút xíu. Một bên túi, khóa phía sau lưng. Rồi trừ hao cái form này chắc nhỏ hơn cỡ 2cm á, là tầm 62kg độ về. Eo dưới 80 là thoải mái. Eo 82 là vừa khít giúp em luôn. Rồi chị chị Bích Thảo Nguyễn là lấy 1377 dồn đơn. Ok nè, mẫu của em ha. Rồi
Có chút cho chị chưa shop ơi, nãy giờ có nhân viên nào gọi điện cho mình chưa chị Uyên Linh? Nếu mà chị đặt hàng á, đặt đúng mã rồi, có mã nè, có số điện thoại rồi nè, có chia sẻ like rồi thì chút nữa sẽ có chuyên viên nhà em gọi tới tư vấn liền hà, chị cứ yên tâm. Nhiều khi chưa gọi là có thể mình thiếu một cái thông tin nào đó, kiểm tra giúp em lại coi có mã chưa, có số điện thoại chưa, hay là có quên chia sẻ không nha. Ba lần chia sẻ mới có đơn nha các chị. Đơn ngày hôm nay em sale rẻ như thế này, các chị nhớ giúp shop là có 3 lượt chia sẻ nha. 1377 em sale 199.000 đồng. Sơ mi này em đang bán tại cửa hàng 300 hơn, 330, 340 gì á. Giờ trên live sale có 199 nè, 199.000 đồng thôi. Chị Hồng Trần chúc 1377 size M có. ML, XL và 2XM có 4 size cho mấy chị luôn ha. Mã số sản phẩm kèm số điện thoại cho em là ok nha cả nhà ơi, 1377 kèm số điện thoại cho em nha. Đặt trực tiếp ở trên live nha các chị ơi, chia sẻ live cho em 3 lần mà livestream này để có đơn nha. Rồi 1377 kèm số điện thoại mẫu đầm này của em, chị nào ưng thì cứ đặt sớm nha. Rồi bài livestream này em sẽ lưu lại nha cả nhà, chị nào vô trễ mình cứ xem lại cho em nha. Xem lại từ đầu, ai có chia sẻ live rồi thì shop vẫn chốt đơn. Còn những chị nào mà chưa có lượt chia sẻ thì rút kinh nghiệm, mình xem những livestream tiếp theo của shop nhớ chia sẻ trước để được áp dụng giá sale nha. Còn bây giờ thì chúc các chị buổi chiều vui vẻ nhé. Trời ơi.